Chương 11 Chu Thông cũng nghĩ như vậy, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đám người suy nghĩ một chút, đúng thế. Thật muốn bàn về thực lực, đây chính là kém một cảnh giới, lâm kiếm lại là có tiếng yếu, tần yên liền xem như giúp hắn bổ sung cho đủ căn cơ thiếu hụt, chẳng lẽ còn có thể khiến cho hắn chiến đấu tăng vọt hay sao? Luyện khí trung kỳ, đối phó luyện khí sơ kỳ, có ưu thế cực lớn những người khác cũng chọn xong đối thủ. Cửa này chính là hai người đỏ sức thi triển bản thân sở học, cũng không phải là sinh tử tranh chấp. Phía trước bị mất mặt, Chu Thông một lần này tự nhiên là đánh lên 12 phần sinh lực, một chút cũng không cho Lâm Kiếm thời cơ lợi dụng. Hắn phần eo trầm xuống, hai tay tư thế bãi xuống, hiện lên tư thái phòng ngự, hiển nhiên là muốn hậu phát chế nhân, lùi một bước để đánh trả đối phương, trước tìm một chút Lâm Kiếm nội tình, miễn cho lại mất tích người chu sư huynh tâm tư kín đáo đối đãi bất luận kẻ nào đều sẽ toàn lực ứng phó vẽn vẹn phần này tâm cảnh liền đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối lâm kiếm động gia hỏa này cảnh giới không bằng người vậy mà liền vậy tùy tiện xong đi lên mọi người tu luyện công pháp đều không khác mấy cơ bản đều có nghiên cứu lỗ mãn như thế đã thu một nửa ở chung quanh tu sĩ xem ra lâm kiếm có chút phập phòng không yên nhưng lâm kiếm lại là có niềm tin chắc chắn Lâm kiếm đối với Chu thông sở tu công pháp, cơ hồ có thể nói rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể suy một ra ba, nghĩ đến hắn khả năng có ứng đối phương thức. Chân đạp thủy kính bộ, bước đi trên nước. Lâm kiếm thân ảnh bỗng nhiên cũng có chút phiêu hốt bất định. Lập tức tu sĩ kinh hô lên. Dựa vào. Đây là cái gì thân pháp, tàn thư các thân pháp thì nhiều như vậy, ta làm sao chưa thấy qua loại này. Cái này ta cảm giác thật là khó bắt hắn vị trí, thân pháp này cấp bậc rất cao, không phải chúng ta có thể tiếp xúc được, có muốn hay không vậy quá phận, tầng chân truyền chẳng lẽ đem thân pháp của mình truyền cho hắn rồi à? Xem cuộc chiến kim đang cao thủ môn, nhìn chung toàn bộ, cũng phát hiện lâm kiếm bên này quỷ dị chỗ. Đây không phải bình thường thân pháp, luyện khí cảnh đệ tử, có khả năng tiếp xúc thân pháp thì nhiều như vậy, thân pháp này vậy mà ẩn ẩn đã bao hàm nhiều loại thân pháp then chốt, bộ pháp quỷ dị hay thay đổi, có thể khai sáng cái này kỳ diệu thân pháp không nhiều, tầng chân truyền hẳn là có thể. Chu thông phải gặp. Không thể không nói, cao thủ ánh mắt vẫn là độc đáo. Mặc dù lâm hổ nghe bọn hắn lớn tiếng nghị luận, cho xung quanh đệ tử giải thích, có chút tức giận. Con mắt nếu như không cần, có thể cho người khác cần. Thần mẹ nó lão bà của ta có thể. Tức thì tức. Bất quá đây là đang chiến đấu, lâm kiếm biết rõ lúc này tâm cảnh không thể loạn vừa loạn liền phiền toái lập tức không suy nghĩ nhiều đạp trên thủy kính bộ bước đi trên nước lâm kiếm thân ảnh tự như ảo mộng khó có thể nắm lấy đã chiếm cứ ưu thế cực lớn trong nháy mắt tới gần chu thông dự định xuất thủ ha 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 ngươi lên cầm cố thân pháp có mạnh hơn lại như thế nào ngươi muốn công kích ta liền tất nhiên sẽ có trong nháy mắt sơ hở mà cái này chính là ta cơ hội Chu Thông chợt cười to. Lâm kiếm thân pháp, đích thật là dọa hắn nhảy một cái. Vừa vặn pháp thứ này, dễ dàng nhất lộ ra sơ hở thời điểm, chính là tấn công nháy mắt, hắn cảnh giới mạnh hơn Lâm kiếm, chỉ cần bắt được cơ hội, cho một kích, tất cả liền có thể kết thúc. Hắn giờ phút này đã một trưởng công đi qua. Dùng chính là lưu quan trưởng, huyền thiên thánh địa tiểu huyền trưởng chú trọng lực lượng, mà lưu quan trưởng chú trọng kỹ xảo, hắn lựa chọn lưu quan trưởng xuất thủ, tự nhiên là có đạo lý. Một chưởng này tốc độ cực nhanh, ngay cả chung quanh tu sĩ đều kinh hô lên. Lâm kiếm phải xong đời. Nhưng chính vào lúc này, lâm kiếm dưới chân bộ pháp biến đổi, thân thể một bên, lăng không xoay tròn, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một chưởng này, ngược lại một chưởng vỗ ra chu thông. Cường thân công. Chu thông một chiêu thất bại, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là kịp thời biến chiêu, chân giảm một cái, mặt đất chấn động, toàn thân chân khí tràn đầy hóa thành chân nguyên hộ thuẫn ngăn trở lâm kiếm một kích cái này cường thân công cũng là lâm kiếm dùng để dung hợp bản thân ngọc đỉnh công một phần trong đó hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay một kích không thể tay mà là mượn nhờ thân pháp ưu thế vần quanh chu thông một vòng đột nhiên chuyển tới phía trước một chưởng đánh ra quá lỗ mãng đám người không khỏi toát ra ý nghĩ này lâm kiếm ưu thế ở chỗ thân pháp chỉ cần hắn lợi dụng thân pháp làm gì chắc đó, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi, cảnh giới không bằng người, lại còn nghĩ chính diện cứng đối cứng, quả nhiên là một cái tiểu bạch kiểm. A, à, Chu Thông cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn trực tiếp từ bỏ phòng ngự, một kích toàn lực, nên đón đi lên, dự định chính diện đánh bại Lâm Kiếm, hắn nào biết được, Lâm Kiếm cái này huyền quan trưởng lợi hại, thi triển trong nháy mắt, lòng bàn tay đột nhiên phóng xuất ra một cổ cường quan, giống như mặt trời nhỏ đồng dạng. Chu Thông quyết tâm muốn cứng đối cứng, tự nhiên là hết sức chăm chú hướng về lâm kiếm, đột nhiên bị lóe một cái như vậy, hai mắt đều nhanh muốn mù mất, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước động tĩnh. Cũng may hắn chiến đấu trình độ vẫn đủ không sai, lúc này, vậy mà tin đồn thất thiệt, bắt được lâm kiếm đại khái vị trí, dư lực không cần, hung hăng một kích đập tới. Lâm kiếm một quyền dịch ra, vậy mà dự định cùng hắn cứng đối cứng, lấy thương đổi thương. Kết thúc. Kim đang cảnh cao thủ kinh hô lên. Luyện khí sơ kỳ với luyện khí trung kỳ, áp đảo tính bất lợi, cứng đối cứng, cơ hồ chỉ có thảm bại khả năng. Tần Yên cái này, khả năng luyện khí sơ kỳ đối phó luyện khí đỉnh phong, đều có cực lớn nắm chắc, đáng tiếc trước mắt là Lâm Kiếm, uổng công Tần Yên khổ tâm nghiên cứu công pháp. Chính vào lúc này, Lâm Kiếm đánh đòn phủ đầu, một chưởng đánh vào chu thông trên người, bản thân lại dựa vào thân pháp thay đổi xu thế, tránh thoát phần lớn lực lượng đồng thời thôi động ngọc đỉnh công mạnh mẽ chống đỡ bộ phận lực lượng một kích phía dưới chu thông bay tứ tung ra ngoài lâm kiếm ngược lại phiêu nhiên rơi xuống đất bất quá hắn ngoài thân chân nguyên hóa thành một phương hư ảo ngọc đỉnh gắn vào đỉnh đầu chu sư huynh thua điều này sao có thể đó là cái gì công pháp giống như so với chúng ta tu cường thân công còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lại có thể hiển hóa nhất tôn ngọc đỉnh hư ảnh đây chẳng lẽ là hoàng giai công pháp. Vừa rồi thân pháp, trưởng pháp, còn có bây giờ phòng ngự công pháp, đáng giận a. À? Gia hỏa này quá hạnh phúc. Kim đang cảnh cao thủ nhãn lực trác tuyệt. Bọn họ đương nhiên minh bạch lâm kiếm cái này ba loại thủ đoạn, trừ bỏ cái kia trưởng pháp đã bước vào hoàng giai cấp độ, phòng ngự công pháp và thân pháp, chỉ có thể coi là đạt đến tiếp cận hoàng giai công pháp. Nhưng cái này đã rất không hợp thói thường. Công pháp cường đại, cùng lâm kiếm bản thân linh hoạt sử dụng mới để cho hắn tại trong nháy mắt ngắn ngủi lợi dụng bản thân ưu thế chiến thắng chu thông không điều đó không có khả năng chu thông ngã trên mặt đất chật vật lăn vài vòng mới bò lên cưỡng ép, ép ép xuống miệng tụ huyết hai mắt thị lực khôi phục về sau mắt thấy một màn này hoàn toàn không tiếp thụ được tiếp theo trống giận nơi xa một đạo thân ảnh màu trắng ẩn giấu ở phía sau cây khuôn mặt ửng đỏ miệng nhỏ khẽ nhếch giật mình nói công pháp của hắn chỗ nào học được gã cho lâm kiếm là phụ mẫu di mệnh nàng ngày đó để cho người ta đem lâm kiếm mang về tuyên bố chuyện này về sau liền bị buộc bế quan tu luyện công pháp cũng là kình thiên phong lấy danh nghĩa của nàng xử lý cái này cũng khó trách huyền thiên thánh địa không có người đồng ý vấn đề này nếu không phải là nàng kiên trì không chịu thỏa hiệp kình thiên phong nhất mạch mới chịu lấy áp lực cực lớn, miễn cưỡng thừa nhận vấn đề này, chỉ sợ lâm kiếm căn bản không có thể trở thành đạo lữ của nàng. Nhưng là bởi vì như thế, nàng đáp ứng rất nhiều điều kiện hà khắc. Tỷ như không thể cùng lâm kiếm thân cận, không thể bởi vì chuyện này mà chậm trễ tu luyện vân. Vâng. Sự tình cuối cùng có thể thành hay không, còn phải nhìn lâm kiếm bản thân có đủ hay không cố gắng, xứng hay không xứng nàng, không có một phục chúng lý do, kình thiên phong đồng loạt cùng tiến lên, cũng gánh không được tông môn áp lực. Nàng bế quan, có thể lạnh xử lý chuyện này, tối thiểu không đến mức trở nên ác liệt quá nghiêm trọng. Nghiêm ngặt nói đến, nàng trước đó một lần kia, mới là lần đầu tiên tiếp xúc Lâm kiếm. Cũng không biết bản thân, một lần kia biểu hiện có được hay không? Có thể hay không quá mức lạnh băng. Nhưng là tướng công thực rất lợi hại a. À. Hắn bất quá một câu muốn tu tiên, trước làm người, liền để bản thân sáng tỏ thông suốt vướng thật lâu cảnh giới cũng đột phá bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi mấy ngày nay sở dĩ không đi gặp hắn là bởi vì vừa mới đột phá cần một chút thời gian đến ôn dưỡng cảnh giới cũng không phải không quan tâm vấn đề của hắn vừa nghĩ tới bởi vì mình duyên cớ hại hắn ăn quá nhiều đau khổ tần yên liền cắn chặt hàm răng cho dù là sư phụ không cho phép bản thân giúp hắn cũng muốn làm cái gì hắn là ta tần yên xác nhận là bạn đời làm sao có thể để các ngươi khi dễ như vậy? Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Lại một học máu, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngay tại lúc này, có người gầm lên. Không tốt, chu sư huynh nổi điên. Nhanh ngăn lại hắn A à. Tần Yên ánh mắt trung lên Trong mắt lóe lên một tơ hàng quan Lại không tự chủ được nhìn thoáng qua lâm kiếm phản ứng Chỉ thấy hắn bình tĩnh vỗ vỗ chiều cao không tồn tại bụi đất Theo sát tiêu sái quay người Đưa lưng về phía phát cuồng sông tới chu thông Một chút cũng không để ở trong lòng Không biết làm sao tích Tần Yên bỗng nhiên cảm giác được sao động tâm Đột nhiên yên tĩnh trở lại Lâm kiếm tin tức Nàng phần lớn đều là nghe nói nàng đã cực lực tránh khỏi cùng lâm kiếm tiếp xúc, vì hắn tranh thủ thời gian, để cho hắn tăng lên bản thân tu vi, từ đó phong bế những người khác miệng, miễn cho bọn họ không đồng ý việc này. Nhưng cái này tiếp xúc mấy lần. Nàng lại có chút bội phục mình cái này phu quân. Lâm kiếm nhất định là có nắm chắc. Liền công phu này, ở đây kim đang cảnh cao thủ, lấy xét đánh không kịp biệt tai tốc độ, xông vào giữa sân. Càng là có người phẫn nộ quát lớn mật gầm lên một tiếng giống như bỗng nhiên hiểu rõ để bị phẫn nộ mất phương hướng tâm trí chu thông hoàn toàn tỉnh ngộ theo sát tên kia kim đang cảnh cao thủ vung tay áo một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới riêng là đem hắn cho đẩy đi ra những cái khác mấy tên kim đang cảnh cao thủ đừng lại lâm kiếm sau lưng lâm kiếm anh tuấn vuốt một lần tóc chậm rãi xoay người lại sợ sao nói đùa thật coi huyền thiên thánh địa quy cũ là bài trí động môn thi đấu chạm đến là thôi chỗ này nghe được thế nhưng là phạm đại húy kỵ bản thân dùng thực lực thắng hắn hắn không cam lòng phía dưới làm choáng váng đầu óc muốn trả thù khó tránh khỏi có chút quá mức quá đáng thật sự cho rằng những cái này kim đan cảnh cao thủ là bài trí nguyên anh cảnh trưởng lão đều vô dụng những cái này kim đan cảnh cao thủ liền xem như lại không thích lâm kiếm giờ phút này cũng không thể không vì hắn xuất thủ nếu bị truy cứu tới phiền phức nhưng lớn lắm lâm kiếm lúc này trong lòng rất loạn ta động tác mới vừa rồi có đủ hay không soái đối mặt địch nhân đánh lén ta đây biểu hiện hẳn rất ngưu bức a à. một lần này chung quy cùng ta tức phụ không quan hệ rồi a à. cái kia chu thông ngã trên mặt đất lập tức không người chạy tới nâng ngược lại là nguyệt nga kêu to xông tới đem hắn dịu dắt đứng lên chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ đau thương dáng vẻ, mặc dù thanh tĩnh, nhưng vẫn là không tiếp thụ được sự thật này. Huyền thiên thánh địa xem như tam đại thánh địa một trong. Ra mấy cái thiên tài, có thể vượt biên đánh bại địch nhân, không phải chuyện ly kỳ gì. Hắn ngày bình thường cũng đều là cười một tiếng, suy nghĩ không có khả năng có người có thể đánh bại bản thân, cho dù có, đó cũng là tầng yên cấp bậc kia, tiên nhân chuyển thế, thực không sánh bằng nếu thật là bị nàng đánh bại, những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì không? Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị lâm kiếm tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, nhẹ nhõm đánh bại. Càng nghĩ, hắn lại càng khí. Trước đó không muốn mất mặt, kiên cường nuốt xuống một ngụm máu, lại phun tới, tiếp theo hai mắt trắng sáng, hai chân đạp một cái, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Lại. Lại một hộp máu cũng không biết là người tu sĩ nào nhẹ giọng hô lên vì sao nói như vậy đây bởi vì trước đó không lâu thì có một a lâm kiếm lúng túng sờ lên cái mũi của mình làm sao xuyên việc tới về sau người khác thường xuyên là vì bản thân tức đến phun máu đây rõ ràng mình mới là muốn học máu người kia hiện tại mình là đâm lao phải theo lao tình cảnh gian nan lại nói vô luận ta làm chuyện gì các ngươi đều sẽ công lao chồng chất tại ta cái kia tức phụ trên người, còn muốn hay không cho người ta sống, nhất định chính là nỗi oan quá lớn a. À. Đứng vào hàng ngũ. Kim đang cao thủ có chút khó chịu, ngữ khí bất thiện nói ra. Lâm kiếm không quan trọng nhúng vai, tiến vào đã tỉ thí xong hàng ngũ. Nói xong, cái kia kim đang cao thủ lại ghét bỏ phất phất tay, để cho người ta đem chu thông khiên xuống đi. Một lần này khảo hạch, vậy mà ra bậc này mất mặt sự tình thật là có chút đáng ghét. Lâm kiếm đệ tử chung quanh, lờ đãng lui về phía sau nửa bước. Cảm giác cùng cái này gia hỏa dính liếu quan hệ, rất có thể sẽ thổ huyết, cần phải không phải tầng chân truyền không được phát công, cho nên mới sẽ như vậy đi, chẳng lẽ còn thực có thể đem độ hót thành dạng này. Lâm kiếm nếu là biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, đoán chừng sẽ nóng nảy nhảy dựng lên. Cái này cơ mờ nờ đều có thể liên tưởng đến lão bà của ta, các ngươi đâu chỉ là có độc, Nhất định chính là kịch độc Cái này Đây coi như là mạnh vẫn là yếu A à. Ta nào biết được Cái này Liền xem như tầng chân truyền lợi hại Cũng không có khả năng nói liên tục Xuất chỉ hướng dẫn một tiểu bạch kiểm Để cho hắn thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy A à. Đúng A à, Chu sư huynh đây chính là luyện khí trung kỳ Lại bị một luyện khí sơ kỳ tiểu bạch kiểm đánh bại Khó trách sẽ tức giận đến nổi điên Đổi ai cũng chịu không được A à đám người nghị luận lên. Bất quá tỷ thí cũng trôi qua rất nhanh, thành tích theo sát ra lò. Nháo xảy ra loại chuyện như vậy, cao thủ tự nhiên không có nhiều hứng thú, chỉ muốn đi nhanh một chút xong quá trình, một trăm người đứng đầu, riêng phần mình có thể dẫn tới một quyển công pháp. Nói Linh Thạch là tu tiên thế giới đồng tiền mạnh, kỳ thật không phải. Công pháp mới là mấu chốt. Dù sao cái đồ chơi này, ngươi chỉ cần có, thác ấn ra ngoài, liền có thể tùy tiện bán cái không ít giá tiền. Đương nhiên, các đại tông môn công pháp nhất định là không thể ngoại truyền, càng không thể cầm lấy đi bán, nếu thật là làm, hơn phân nửa sẽ không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Lâm kiếm danh liệt đệ nhất, quả thực chói mù mọi người hai mắt. Hắn có thể được hai quyển công pháp, một quyển không hợp thời phòng ngự võ kỹ kim cương thân, một quyển hoàng giai hạ phẩm công pháp minh tâm pháp chớ xem thường cái này không còn lưu hành công pháp, thế gian này xưa nay đều là thủ đoạn công kích nhiều, thủ đoạn phòng ngự thiếu, từ tàn thư quán võ kỹ, liền có thể nhìn ra được, bằng không lâm kiếm vậy cũng không đến mức nói, không thể đem ngọc đỉnh công dung hợp thành hoàng giai hà phẩm. Về phần minh tâm pháp, tự nhiên là tu luyện sử dụng. Lâm kiếm cầm tới về sau, liền vội vàng chạy về nhà. Mảy may không phát hiện, một đạo bóng trắng theo sau lưng. Trở về nhà, lâm kiếm liền bắt đầu nghiền ngẫm đọc rất nhanh trong đầu tạo thành một quyển minh tâm pháp tỉnh huyền quyết cùng minh tâm pháp sinh ra hiệu quả lần thứ hai dung hợp được lâm kiếm trong đầu chấn động tỉnh huyền quyết đã bước vào hoàng giai hạ phẩm cấp độ công pháp phẩm cấp thay mặt tốc độ tu luyện nhanh chậm cùng sức mạnh mạnh yếu lại có người nói công pháp mạnh yếu sẽ ảnh hưởng đột phá cảnh giới khả năng đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lý giải công pháp nhưng vấn đề này đối với lâm kiếm mà nói không hề khó khăn có thể nói hắn lập tức tu luyện công pháp lập tức cảm thấy biến hóa rõ ràng tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn linh khí hấp thu suất và đem linh khí luyện hóa thành chân khí tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều dựa theo tình huống trước mắt bây giờ tu luyện một ngày so với trước tu luyện hai ba ngày hiệu quả cái này không có nghĩa là lâm kiếm đã siêu ngưu bức trước đó hắn điểm xuất phát liền phi thường thấp, bình thường thiên tài, cũng liền trần tuấn loại này, nửa năm liền đã luyện khí hậu kỳ. Mà tiền thân một năm thời gian, tại không thiếu tài nguyên, chỉ cần vùi đầu tu luyện điều kiện tiên quyết, đều mới luyện khí sơ kỳ, cho nên mới là mọi người đều biết phế vật. Cho nên cái này gấp hai ba lần, liền lâm kiếm đoán chừng, chỉ sợ liền bình thường đệ tử tốc độ tu luyện đều không đạt được. Dù sao huyền thiên thánh địa đệ tử, kém đi nữa cũng không kém đi đâu công pháp phẩm cấp tăng lên, hiệu quả càng tốt, cái này đích xác ấn chứng lâm kiếm suy đoán. Kể từ đó, mình cũng có tiến hơn một bước nắm chắc. Oanh Long Chính tu luyện Lâm kiếm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tự như cái nào đó cổ chai được mở ra đồng dạng, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, tự như nghênh đón tân sinh đồng dạng. Thế mà đột phá. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Người coi cái gì người dẫn đầu, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đột phá. Ngoài cửa sổ, một đạo thân ảnh màu trắng ẩn giấu ở phía sau cây, lén lén lúc lúc quan sát đến, nhìn thấy một màn này, không khỏi vui mừng cười một tiếng, thiếu thêm vài phần trước người băng lãnh, ngược lại thuận mắt rất nhiều. Cả người tự như hòa vào phong cảnh, đẹp giống như người trong bức họa đồng dạng. Lâm kiếm nếu là thấy, chắc chắn sẽ kinh hô lên, đây quả thật là trong trí nhớ mình cái kia tiện nghi tức phụ sao bất quá lấy lâm kiếm bây giờ tu vi chỗ nào có thể phát giác được có người thăm dò hắn hiện tại đang bận chỉnh lý thu hoạch của mình đây trước đó chiến đấu cảm nhận được võ kỹ đối với thực lực bản thân chỗ tốt tiến một bước tăng cường võ kỹ cũng là một biện pháp tốt nhất là phòng ngự loại võ kỹ nói đến phương diện này võ kỹ mặc dù không nhiều nhưng người nào dám nói không trọng yếu không có một kiên cường thể phách, là đúng không được tu tiên chén cơm này. Lại nói có cái này tức phụ. Áp lực sơn đại A. liền trước mắt tình huống này, không muốn đều không được. Vứt huyền thiên thánh địa từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất. Sợ là người chán sống rồi sao? Xem như tần yên trong cuộc đời ít có hắc điểm, chắc chắn sẽ bị một chút cấp tiến gia hỏa vùng trộm cho xử lý. Bây giờ tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng thân phận này tốt xấu có một chút tác dụng bảo vệ tối thiểu nhất trở ngại tầng yên cách nhìn những người khác không biết đối với mình hạ độc thủ để cho nàng vứt bỏ bản thân khả năng cũng không lớn nàng nếu là như vậy nông cạn người liền sẽ không bởi vì cha mẹ di mệnh mà nhất định phải gả cho bản thân lâm kiếm quả nhiên là đâm lao phải theo lao nhất định phải nhanh chóng trưởng thành dạng này mới có thể có quyền phát biểu nhất định miễn cho người khác lão là lấy tiểu bạch kiểm nói sự tình cảm thấy mình không xứng với Tần Yên. Cầm lấy phòng ngự công pháp kim cương thân. Lâm kiếm trực tiếp bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Rất nhanh, liền trong đầu hình thành hoàn toàn mới thư tịch, lấy ngọc đỉnh công làm căn cơ, hai quyển công pháp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cải tiến về sau ngọc đỉnh công. Phẩm cấp tăng lên, hoàng giai hạ phẩm. Lâm kiếm bận bịu tu luyện. Võ kỹ này sẽ hình thành ngọc đỉnh tại bên ngoài cơ thể, là phi thường lợi hại thủ đoạn phòng ngự, chiến đấu bên trong, lâm kiếm cũng cảm nhận được võ kỹ này có chỗ dịu dụng. Chỉ bất quá phẩm cấp tăng lên về sau, chân nguyên tiêu hao và năng lực phòng ngự đều đi theo tăng lên, cùng trước đó có khác biệt một trời một vực. Thỏa. Lâm kiếm vỗ tay phát ra tiếng. Ngoài cửa sổ. Tần yên lén lén lúc lúc hướng về lâm kiếm, gương mặt bên trên viết đầy chấn kinh, nàng hơi nhíu mày, âm thầm suy tư công pháp giống như biến một chút, tự như đem những công pháp khác dung hợp đi vào, khiến cho bản thân phẩm cấp tăng lên, hắn vẫn còn có thiên phú về phương diện này, khó trách có thể sáng tạo ra những công pháp này. Lấy nàng nguyên anh cảnh tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra lâm kiếm công pháp này chỗ lợi hại. Nàng cũng không hoài nghi gì. Trước đó lâm kiếm, liền biết đóng cửa khổ tu, căn bản không đi nghiên cứu qua những vật này. Lần trước sau khi đã kích, đi tàn thư các, hơn phân nửa mới có loại thiên tài này ý nghĩ bên này nàng đã không lo lắng theo sát hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh vô luận có bao nhiêu khó khăn ta cũng làm tuân thủ cái hứa hẹn này đời này kiếp này ta liền nhận đúng này đạo lữ sư phụ không cho phép ta nhúng tay thế nhưng vẽn vẹn tại tiểu bối đây là lúc trước điều kiện nàng tự nhiên không dám làm quá phận lo lắng chọc giận những người kia vốn nghĩ chờ thực lực mình càng tiến một bước, nắm vững nhiều quyền phát biểu hơn về sau, liền có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ tiểu bối càng ngày càng quá mức, nàng cảm thấy mình tất yếu gõ một lần những bọn tiểu bối này. Trưởng bối Kinh thiên phong phẩm cấp thứ hạng rất nhiều. Bình thường đều là người có thân phận nơi ở, lại bởi vì nguyên anh cảnh về sau, có thu học trò tư cách, cho nên cũng từ từ tạo thành quy mô. Từng cái phẩm cấp thứ hạng bên trong, có bản thân một bộ quy tắc. Chu Chí Cương, chính là Bạch Vân Phong bên trên một tên trưởng lão. Chu Thông bị dơ lên trở về, một bên Nguyệt Nga, mười phần sốt ruột, đây chính là tương lai mình dựa vào, nếu như quả thật xảy ra chuyện gì, có thể gặp phiền toái. Vừa mới về đến trong nhà. Chu Thông liền bỗng nhiên nhảy, hai mắt đỏ bừng nói. Gia Gia, ta muốn báo thù. Ba. Mảnh liệt một bạc tai tiếng đập tới đến liền chu thông thực lực cũng khó cản nguyên anh cảnh chi uy thân thể bỗng nhiên trên không trung xoay tròn tiếp theo rơi trên mặt đất một bên nguyệt nga kinh hô lên đồng thời trong lòng cũng không hiểu ra sao hiện lên một tơ nhỏ vui vẻ nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua chu chí cương hiển nhiên không minh bạch hắn vì sao làm như vậy chu thông liền càng không hiểu nằm trên mặt đất bụng mặt gò má một bộ dáng si ngốc chu chí cương chỉ tiếc trèn sắt không thành thép nói để cho ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi không chịu, cả ngày gây chuyện thị phi, hiện tại đã trúng thiết bản rồi a, à. mất mặt đúng không, còn la hét muốn báo thù, làm sao báo cừu? giết tiểu tử kia, đúng, chính là giết hắn, dù sao huyền thiên thánh địa nhiều người như vậy chỉ mong sao hắn không sợ, chúng ta chỉ có, chu thông hận hận nói ra, nhưng lời còn chưa nói hết, trước mặt liền lại một cái tác đập tới đến, đều nhanh đem hắn đánh cho hồ đồ ngày hôm nay da da của ta làm sao? Ngày bình thường tính tình cũng không vậy táo bạo a. À. Chu Chí Cương phẫn nộ nói. Ngươi cũng biết chỉ mong sao hắn không sợ rất nhiều, đã như vậy, chúng ta vì cái gì muốn làm cái này người dẫn đầu. Ngươi là ghét bỏ ta sống quá dài có phải hay không? Tần yên có bạn đời, vấn đề không lớn. Nếu như đối phương xuất sắc một chút, mọi người cũng nên nhận nhưng hết lần này tới lần khác là cái không năng lực gì tiểu bạch kiểm. Phải biết lấy tận yên tư chất tự nhiên, 100% có thể phi thăng, rất có thể là từ lão tổ bên ngoài, thứ đầu tiên phi thăng hậu bối, nếu như trầm mê tình yêu nam nữ, làm trễ nải tu hành, đó là tất cả chuyện mọi người không muốn thấy. Nếu không phải là cho đến tận bây giờ, nàng cùng lâm kiếm duy trì đầy đủ khoảng cách, chỉ sợ sớm đã nháo lật trời. Vấn đề này không trách lâm kiếm. Muốn trách, thì trách hắn quá bình thường lại vẫn cứ lại bày ra vậy một cứng đầu cô nương sống chết không chịu hủy hôn ước này nhất định phải hoàn thành phụ mẫu di mệnh ta chu thông bụng mặt không nói một lời chu chí cương phất ống tay áo một cái hừ lạnh nói từ hôm nay trở đi ta không cho ngươi bước ra cửa phòng một bước không đến trút cơ cảnh giới không cho phép đi ra dựa vào cái gì a à, ta không cam tâm a à. chu thông trống giận Chu Chí Cương Phun nói. Ngươi nếu là không cam, phải cố gắng tăng lên bản thân tu vi, ngày sau lấy lại danh dự, dạng này mới có thể cứu danh dự, ngươi cho rằng giết hắn, liền có thể cam tâm. Cái này sẽ trở thành dấu vết trong lòng ngươi cả một đời đều không bước qua được, cứ thế tiếp tục, ta thực sự lo lắng ngươi sinh ra tâm ma, chết ở tâm ma kiếp phía dưới. Nguyệt Nga ngươi dẫn hắn xuống dưới, chặt chẽ trong giữ, không cho phép hắn rời đi cửa phòng nửa bước, nếu không ta hướng ngươi mà hỏi nguyệt nga toàn thân rung lên vội vàng cúi đầu lên tiếng kéo mấy lần chu thông lúc này mới đem hắn mang đi thấy hai người rời đi về sau chu chí cương mới lạnh trên một tiếng nói hiện tại ngươi hài lòng chưa hừ một tiếng thanh thúy tiếng hừ lạnh truyền đến chu thông đám người làm sao biết nơi này có ngoại nhân thăm dò phát giác được đối phương đi xa chu chí tài sợ một cái ngực vừa rồi một cước này cơ hồ đem hắn đạp xóa quá khí đi nếu không phải vì bảo trì phong độ sợ là đã sớm hô đau gia hỏa này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh a à, lúc này mới bao lâu thời gian liền vượt qua ta theo ta thấy phi thăng sợ là cũng không xa a à. phi cẩu vật ta làm sao có ngươi dạng này hậu nhân phía trên những người kia cần phải lo lắng sự tình ngươi xen tay vào làm cái gì người dẫn đầu đánh không lại tầng yên hắn chỉ có thể cách lên chu thông còn có chút chưa hết giận dứt khoát lại đi đánh một trận. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Thật không phải ta làm, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kinh Thiên Phong bên trên. Tần Yên tìm tới sư phụ của mình, giải thích công pháp phương diện vấn đề. Công pháp này rõ ràng là lâm kiếm sáng tạo, làm sao truyền một truyền, liền thành bản thân sáng tạo đây. Thật không có đạo lý, nhất định phải giải thích rõ ràng. Không phải ta làm. Nàng không quá am hiểu biểu hiện mình, nhất là trước người thời điểm dễ dàng khẩn trương, không tự chủ liền bản khởi, vô thức đứng dậy, khuôn mặt đến, ngay cả sư phụ cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng trong trí nhớ của Lâm Kiến là một lạnh lẽo cô quạnh tiên tử. Thiên cực chân nhân là vị tiên phong đạo cốt lão nhân, bây giờ đã là đại thừa cảnh tu vi. Hắn thoạt nhìn năm 60 tuổi, mặt mũi hiền lành, tự nhiên cũng biết mình đồ đệ này bởi vì khi còn bé phát sinh một ít chuyện có chút sợ người sống cho nên mới sẽ biểu hiện như thế tự nhiên cũng không để ở trong lòng hắn thở dài nói ta biết ngươi nhận lý lẽ cứng nhắc cảm thấy đây là phụ mẫu di mệnh không thể vi phạm cũng cảm thấy mình có năng lực thúc đẩy vấn đề này nhưng là chúng ta đã nói xong không cho phép tự mình giúp hắn ngươi dạng này sư phụ rất khó làm a à. tần yên có chút dở khóc dở cười Trời đất chứng giám, cái gì đó đối với công pháp lý giải nha, cùng cái này ba loại công pháp, thực cùng với nàng một chút quan hệ đều không có. Nàng bị không cho Lâm kiếm thêm phiền phức, đã hết sức tránh khỏi tiếp xúc. Nàng bận biểu tranh luận nói: "Sư phụ, thật không phải ta?" Thiên cực chân nhân nhướng mày nói: "Không phải ngươi còn có thể là ai? Ta biết ngươi muốn giúp hắn giải quyết tình cảnh trước mắt, nhưng ngươi phải hiểu được, tạo thành vấn đề này" là chính ngươi ai bảo ngươi lúc trước không chịu cùng sư phụ thương lượng liền tự tác chủ trương đem hắn mang về ngươi càng là giúp hắn lại càng sẽ chọc cho buồn bực một số người chỉ có thể dẫn đến sự tình tiến một bước chuyển biến xấu bằng tâm mà luận thiên cực chân nhân một dạng cảm thấy lâm kiếm không xứng với tầng yên chỉ là cái này tiểu đồ để tính tình rất cố chấp hắn cũng không có biện pháp bị cuốn không được chỉ có thể tạm thời đáp ứng hỗ trợ kháng một kháng áp lực cũng là hy vọng dùng thời gian đến hòa tan tất cả để cho nàng minh bạch bản thân cùng lâm kiếm đó là người của hai thế giới mặc dù mình một nhà đều là nhận qua lâm gia ân huệ hứa hẹn hôn ước này nhưng là cũng không tất yếu vì thế bám vào bản thân cả một đời báo đáp phương thức rất nhiều nàng còn trẻ có con đường rất dài cần phải đi không cần bởi vì chuyện này mà lãng phí nhân sinh của mình bây giờ xem ra hiệu quả không phải rất lớn Tần Yên quyết tâm muốn báo ơn, ý nghĩ hắn là tán đồng, dù sao ai cũng không hy vọng đồ đệ của mình là cái vong ân phụ nghĩa hạng người, nhưng là rõ ràng có những biện pháp khác nha. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể dùng tiền giải quyết, tỉ như bản thân xuất tiền, đem cái lâm kiếm xếp lên được nguyên anh cảnh, tại Kình Thiên Phong cho hắn vớt cái chức quan nhàn tản, tìm bạn đời, sinh một tổ tiểu lâm kiếm, an an ổn, ổn ổn qua cả cuộc đời trước. Nghĩ tới đây, hắn thở dài nói: trở về đi, hảo hảo tu luyện, chỉ có ngươi tu vi tiến triển không có vấn đề, huyền thiên thánh địa mới sẽ không hỏi đến vấn đề này, ngươi nếu là chậm trễ tu luyện, bọn họ sớm muộn sẽ nổi giận. Nói đến Tần Yên là đồ đệ của hắn. Nhưng trên thực tế đó là mình ở đồ đệ tranh đoạt chiến bên trong thắng lợi, những người khác nội tâm không cam lòng đây. Nếu như mình dạy không tốt, khả năng liền sẽ có người tới đoạt cái này bảo bối đồ đệ. Tần Yên dở khóc dở cười, Sư phụ căn bản không tin, Lâm Kiếm có thể làm được điểm ấy, nàng cũng mất biện pháp, chỉ có thể cáo lui. Nàng mặc dù là kẻ khởi sướng, nhưng là người bình thường lại làm sao lại nghĩ đến điểm ấy. Bạn đời là của ta. Ta nghĩ tìm ai, tìm ai? Nhưng hết lần này tới lần khác nàng là lịch đại đệ tử ưu tú nhất, Huyền Thiên Thánh Địa ký thác kỳ vọng quá lớn, cái gì đều muốn cho nàng tốt nhất, tự nhiên không hy vọng một cái phế vật Lâm Kiếm làm trễ nải cuộc đời của nàng. Sự tình tạm thời cứ như vậy nhấn xuống. Tuy nói mọi người cũng không tin Lâm Kiếm có năng lực như thế, nhưng là chu thông sự tình, vẫn là bậy ở chỗ này, tần yên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể dạy bảo. Thực hành chính là Lâm Kiếm. Dù cho là được hưởng tần yên ánh sáng, được công pháp hay, nhưng nếu như không phát huy ra được, vẫn là không có cái trứng, tục. Tinh hoàng, nào để mà dùng ít nhiều có người cảm thấy cái này lâm kiếm cũng không phải kém đến không có thuốc chữa nha lâm kiếm khắc sâu biết mình bây giờ tình cảnh cũng muốn đi cải thiện nhưng hắn không thể không đối mặt một vấn đề công pháp không thấy luyện khí cảnh có thể tiếp xúc công pháp kỳ thật thì nhiều như vậy bây giờ toàn bộ bị hắn nắm giữ cũng chỉ là dung hợp ra ba bộ công pháp đến nếu như không thể lấy tới công pháp mới cũng đừng nói cái gì tăng thực lực lên vẫn là quá chậm ta đã rớt lại phía sau quá nhiều, cũng không biết có biện pháp gì hay không, có thể cấp tốc tăng lên là thực lực, tỉ như cái gì đó ăn một, liền có thể tăng lên cảnh giới kết quả hướng tới. Lâm kiếm vùi đầu suy nghĩ. Những ngày này áp lực rất lớn, cơ hồ ngày ngày đều ở tại tu luyện quên mình. Hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của mình, đều rơi vào tận yên trong mắt. Đáng tiếc thực lực của ta còn chưa đủ, bằng không thì thật muốn vì hắn làm chút cái gì. Tần Yên âm thầm nghĩ nghĩ. Kỳ thật Lâm Kiếm đối với công pháp có như thế cảm ngộ, thậm chí có thể thay đổi tốt công pháp, giải thích tư chất mặc dù không tốt, nhưng là ngộ tính rất cao. Bản thân hẳn là từ công pháp tới tay, có thể đi giúp hắn làm công pháp, nhưng cái này hơn phân nửa là không được. Hiện tại nhất cử nhất động của mình đều bị hướng về, vì hắn xuất thủ đã gây phiền toái, tự như cảm nhận được sư phụ một sợi thần niệm, hẳn là nhìn mình chăm chăm tiếp theo công pháp làm qua đến cho hắn sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn phiền toái hơn bởi vì chính mình nhúng tay ngoại nhân sợ rằng sẽ càng thấy hắn lực lượng mới xuất hiện cùng bản thân có quan hệ giải thích đều không giải thích rõ ràng cần nhờ chính hắn cũng chỉ có thể đi làm tương quan nhiệm vụ lấy được kình thiên phong ban thưởng hơn nữa ta đã vì hắn ép một năm thời gian không sai biệt lắm cũng đến cực hạn lâm kiếm tự xưng nửa cái chân truyền đệ tử trên thực tế đó cũng chỉ là bởi vì tầng yên quan hệ tại cao tầng trong mắt hắn thực cái trắm cũng không bằng ngoại môn đệ tử cũng phải cần đi ra ngoài lịch luyện làm nhiệm vụ trước đó lo lắng lâm kiếm có sai lầm muốn cho hắn tranh thủ thời gian xin xin ép một năm thời gian bây giờ cũng không thể lấy lâm kiếm thực lực tu vi không đủ mà tranh thủ thời gian ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều cần hoàn thành hạng ngạch nhiệm vụ mới có thể thu được tài nguyên tu luyện đây là quy cũ không có khả năng vượt qua nghĩ tới đây nàng lặng yên hiện thân áo trắng xuất trần từ chân trời mà đến đầy trời lá đỏ chiếu xuống hiện ra để cho người ta say mê cảnh đẹp nàng càng giống là cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể nhìn một chút người liền si lâm kiếm bỗng nhiên biết chẳng trách mình thành toàn bộ thánh địa địch nhân đây rốt cuộc là đi vận cướp chó gì mới có thể cùng như vậy tiên tử nhân vật kết làm bạn đời bị người nhầm vào, cũng là đương nhiên. Nàng chẳng những dung mạo xinh đẹp, người còn ưu tú, kiếp này nhất định có thể thành tiên, tự nhiên không có người hy vọng, nàng bị bản thân làm trễ nải tu hành, liền xem như muốn bạn đời, đó cũng là cần có thể giúp đỡ lẫn nhau mới được. Mà không phải mình dạng này tiểu bạch kiểm. Nhưng lâm kiếm cũng rất phiền muộn. Ta có thể làm sao a? À? Chẳng lẽ làm con rùa đen rút đầu, quỳ trên mặt đất, kêu một tiếng tỷ tỷ ngươi thả ta đi, ta gánh không được áp lực này. Lâm Kiếm cũng không muốn làm dạng người này. Kỳ thật cũng là đâm lao phải theo lao. Tăng thêm lên xe trước sau đó mua vé bổ sung, có thích hay không, tạm thời không nói, tình cảm chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng. Mấu chốt là phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Ta Lâm Kiếm không phải là các ngươi trong mắt Tiểu Bạch Kiểm, ta còn thực sự liền xứng với ngươi môn trong mắt Tiên Tử. Tần Yên mặc dù nội tâm vỡ kịch rất nhiều, mặt lạnh tim nóng, bí mật cũng tại thử nghiệm giải quyết vấn đề này, có thể thấy lâm kiếm thời điểm, lại không khỏi hoảng loạn lên, bản khởi khuôn mặt. Nghiễm nhiên thành lâm kiếm trong mắt lạnh lẽo cô quạng tiên tử. Nàng lại ưu tú, cũng bất quá 16-17 tuổi, đặt tại hậu thế, chính là không buồn không lo thời kỳ đây. Bởi vậy căn bản không giống với những cái kia tu luyện cũng được tính trăm năm, mấy ngàn năm lão quái vật, tương đối thuần chân, liền lấy nhận lý lẽ cứng nhắc vấn đề này đổi lại những người khác sẽ không hề nhắc tới lên vấn đề này ngoại môn đệ tử cũng phải cần hoàn thành một chút nhiệm vụ ta lúc trước vì ngươi ép một năm bây giờ đã là cực hạn rất nhiều người đều nghị luận vấn đề này khả năng ngươi muốn nghĩ nghĩ nàng cũng không phải là rất biết cách nói chuyện chỉ có thể nói như vậy đạo cũng không biết mình biểu hiện có thể hay không quá lạnh như băng sẽ không phải để cho hắn ngộ cho là mình trong lòng kỳ thật cũng không vui a à quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Tiểu cùng phong người, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lâm kiếm vỗ đùi, có. Làm nhiệm vụ, hơn phân nữa là cái gì hàng yêu trừ ma, cái gì thu thập dược liệu hướng tới sự tình a. À hiện tại mình bị gọi thành tiểu bạch kiểm kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân mọi người cùng thuộc ngoại môn đệ tử đều tại bị tài nguyên liều sống liều chết dốc sức làm làm sao được ngươi nơi này liền hoàn toàn khác nhau đây trong nhà nằm có tức phụ đưa tài nguyên tới thì cũng thôi đi người này vẫn là tầng yên cái này coi như không thể nhìn đừng nói là bình thường đệ tử không vui ngay cả một số cao thủ nhìn đều không vui phải cải biến mọi người cách nhìn thái độ tự lực cánh sinh cũng là mấu chốt lâm kiếm lập tức nói ra ta đi tần yên ngây ngẩn cả người mù còn không nói gì đây gia hỏa này liền trực tiếp đồng ý có lẽ bởi vì mình duyên cớ chịu quá nhiều ủy khuất cũng muốn biểu hiện một chút bản thân a à. ủng hộ Mù ở trong lòng âm thầm quát lên theo sát gật đầu nói nhâm vụ đường có thật nhiều nhiệm vụ lấy ngươi thực lực hôm nay tốt nhất đi hái tập dược liệu có đôi khi vận khí tốt, cũng có thể tìm thấy một số linh quả có thể tăng cường sức mạnh nói xong, mụ liền như một làn khói bay mất. Bên tai có chút đỏ lên, trong lòng rất hoảng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, mụ lên núi mấy năm này, trừ bỏ sư môn trưởng bối, thật đúng là không cùng cái gì nam tính trao đổi qua. Yêu đương cái gì đều không có nói qua, liền trực tiếp có thêm một cái phu quân, mình cũng rất khó miêu tả loại cảm giác này. Lâm Kiếm nhìn qua bóng lưng của nàng, cứ đi như thế cái này tiện nghi tức phụ thật là lạnh băng băng dáng vẻ hại bản thân ăn khổ nhiều như vậy đầu một ngày nào đó muốn dung cái này băng tuyết để cho nàng biết rõ tình tình ái ái chỗ tốt nghỉ ngơi một đêm lâm kiếm trực tiếp chạy tới kình thiên phong nhâm vụ đường nhiệm vụ của lần này giống như không giống nhau lắm tràn diện ngược lại là long trọng vây quanh mấy ngàn tên đệ tử lúc bình thường đều là tuyên bố nhiệm vụ ở trong nhâm vụ đường trong môn đệ tử căn cứ thực lực cảnh giới hoàn thành là được một lần này lại là kình thiên phong một tháng một lần lịch luyện nhiệm vụ bởi vì độ khó tương đối cao người đâu liền nhiều một chút ngay phía trước một người tu sĩ sợ là có tu vi kim đan chậm rãi nói ra kim dương thôn phụ cận có yêu thú quấy rối cần một ít đệ tử tiến về diệt trừ ác yêu thực lực nhu cầu tại luyện khí sơ kỳ trở lên một chút tu sĩ ra khỏi hàng tiến vào phân chia khu vực trong đều là chút nhập môn không lâu tu sĩ, cái này nhiệm vụ lớn, cấp cho ban thưởng rất nhiều, những tu sĩ này nhu cầu cấp bách tài nguyên tăng lên bản thân cảnh giới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tu sĩ kia lại suy nghĩ mấy nơi. Nhào nhào có tu sĩ ra khỏi hàng. Đều là chút trảm yêu trừ ma nhiệm vụ, lầm kiếm xem chừng nguy hiểm không nói, chất béo cũng là cực ít, bản thân tu vi còn rất thấp, tự nhiên không thể quá buông thả, tốt nhất tuyển một nhiệm vụ đơn giản tiến về thanh giao lĩnh thu thập dược liệu, bởi vì phụ cận có độc chướng cùng độc vật, cần luyện khí trung kỳ trở lên cảnh giới tham dự. Đến. Lâm kiếm hai mắt sáng lên. Nhiệm vụ này cảm giác vẫn được, thu thập dược liệu, tự nhiên là tương đối ổn thỏa. Về phần độc chướng, nghe nói có một loại tránh chướng phù, dán tại trên người, là có thể giải quyết vấn đề này, tự nhiên không cần lo lắng. Mà những độc vật kia cũng sẽ không quá lợi hại mấu chốt là hái thuốc nếu như vận khí tốt có lẽ có thể tìm tới vật gì tốt sau khi dùng tăng cao tu vi cũng khó nói lại một chính chính là trong môn lịch luyện nhiệm vụ nhưng thật ra là có cao thủ đi theo trên cơ bản không biết xảy ra vấn đề gì đương nhiên mọi thứ ổn thỏa một chút tương đối tốt lâm kiếm quyết định nhìn nhìn lại nếu như là một chút lợi hại nam tu tham dự bản thân vẫn là thôi đi miễn cho bị người khác ở nửa đường hố lúc này một tên nữ tu ra khỏi hàng thoạt nhìn còn thật đẹp mắt mặt mày như họa người mặc trang phục tư thế hiên ngang so với cái kia nguyệt nga cái gì trình độ càng là cao hơn quá nhiều mụ đi vào trong đám người liền có người nghị luận lên là đường toàn luyện khí đỉnh phong tu vi nghe nói sắp bước vào trúc cơ cảnh một lần này hẳn là ra ngoài tìm kiếm trúc cơ đang dược liệu a lại có người đi ra thật soái a đừng suy nghĩ, đó là tô khánh, từ nhập môn thời điểm đã nói bản thân chỉ thích đường toàn, là hắn kiên định không thay đổi người theo đuổi. lâm kiếm hai mắt sáng lên, lòng có sở thuộc gia hỏa, nói như vậy, hẳn không có lý do cừu hận bản thân a. À. một đợt này cảm giác tương đối vững vàng, ân, nhìn nhìn lại, lại là một tên nữ tu đi ra, người này không có người nào giới thiệu, luôn cảm giác giống như rất ghét bỏ đồng dạng. Lâm kiếm kinh ngạc nhìn nhìn đối phương. Không thích hợp nha, nữ tu này tuổi tác không lớn, 15-16 tuổi, thuộc về hoạt bát đáng yêu loại kia, tóc trói thành đuôi ngựa, rất có loại tiểu muội nhà bên cảm giác, ngược lại là cái này trang phục, lâm kiếm giống như không biết, không giống như là kình thiên phong A. Cùng bản thân tức phụ, xem như có khác thiên thu A, loại tình huống này không giống vậy so sánh, so với Nguyệt Nga hàng ngũ, vượt qua quá nhiều, so với cái này đường toàn, còn muốn ưu tú rất nhiều tại sao không ai giới thiệu đây nhìn trang phục tiểu cùng phong người cùng lâm bạch kiểm một dạng chán ghét có người xì xào bàn tán lên lâm kiếm mộng bức tiểu cùng phong hắn trong trí nhớ ngược lại là có ngọn núi này mạch nói như thế nào đây nghe nói tu luyện công pháp rất hao phí tiền tài cho nên trong môn trên dưới thuần một sắc nghèo bức trước đó còn giống như không gọi cái tên này tới về sau bởi vì thường bị người trêu chọc trưởng phong chân nhân dứt khoát quyết định chắc chắn đem nhà mình danh tự cho sửa mấu chốt là tiểu cùng phong cùng kình thiên phong không liên quan nha một cái là xếp hạng thứ nhất phong mạch một cái là xếp hạng dựa vào sau phong mạch còn nửa lịch luyện cái đồ chơi này không phải nhà mình xử lý nhà mình sự tình làm sao bây giờ còn lưu hành thông cửa sao lại tới chúng ta nơi này đụng phải nhiệm vụ quá vô sĩ không có nghe câu nói kia sao? Tìm bạn đời tuyệt đối không nên tìm tiểu cùng phong, bọn họ có thể để ngươi cả một đời đều lật người không nổi. Quen thuộc liền tốt, nghe nói bọn họ đều nhanh nghèo đói, cơ bản nơi nào có nhiệm vụ, liền hướng chỗ nào chen, nữ nhân này gần nhất ăn uống đều tại kình thiên phong, liền đợi đến làm nhiệm vụ cầm ban thưởng đây. Vậy chọc người ghét. Hẳn là sẽ có tiếng nói chung, bất quá bản thân là người có vợ, không dễ trêu chọc đối phương, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe là được. Tiếp đó, lại là một người tu sĩ đi ra. Nam nhân này cái đầu rất cao, sợ là có khoảng một M8, thoạt nhìn âm trầm, cúi đầu, một mực đang thì thầm nói chuyện. Lâm kiếm suy nghĩ tai của mình lực cũng là không kém, nhưng vậy mà nghe không rõ ràng đối phương tại nói chuyện, đây coi như là ngôn ngữ nước nào. Ân, Chỉ có luyện khí trung kỳ, ổn thỏa. Nếu muốn tham gia nhiệm vụ, tận lực liền muốn chọn lựa đối với mình không cừu hận đội hình nhiệm vụ này thỏa bất quá cũng không thể khinh thường lâm kiếm chờ một hồi thẳng đến không có người ra khỏi hàng cao thủ kia nhìn tình huống không sai biệt lắm thời điểm lâm kiếm mới giơ tay lên nói ta muốn đi hiểm hiểm qua ải một chút tu sĩ kịp phản ứng lập tức trũ xuống túc đạo gia hỏa này kẹp lấy thời gian trôi qua là lo lắng những người khác cũng tham gia tìm hắn để gây sự đúng không hiện tại nhân viên cố định đã không kịp tham gia lâm kiếm vội vàng đứng ở ở góc kia một bộ thần du thiên ngoại dáng vẻ quản hắn bên ngoài nói cái gì ta chỉ làm chính ta cái kia đường toàn và tiểu cùng phong tu sĩ không khỏi quan sát một chút lâm kiếm tô khánh là ánh mắt bén nhạy nhìn lâm kiếm một cái liền không thấy hứng thú lâm kiếm lập tức nhẹ nhàng thở ra vững vàng còn sót lại nhiệm vụ từng cái bị tuyên bố càng về sau yêu cầu cảnh giới tu vi càng cao theo từng cái nhiệm vụ triệu tập đầy đủ nhân thủ bắt đầu có tu sĩ mang theo trước mọi người hướng nơi muốn đến lâm kiếm bên này là một gã trúc cơ hậu kỳ nữ tu phụ trách tu luyện giả nhan trị từ internet giá trị của mặt hơn phân nửa không thấp bất quá người này nắm chặt lấy khuôn mặt không tốt lắm giao lưu tự hồ cũng không toát ra đặc biệt chán ghét tâm tình của mình, lâm kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng trực tiếp tế ra một tấm thảm bay pháp khí, cái kia thảm bay trên không trung triển khai, dĩ nhiên là một kiện phi hành pháp bảo. Gấp nói theo. Lên đây đi. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16. Ta gọi từ mộc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Audio. Đám người dựa theo trình tự đi lên. Cái này thảm bay diện tích rất lớn, đủ để dung nạp sáu người. Lên trên thảm bay, cái kia trúc cơ nữ tu hai tay bấm niệm pháp quyết, một cổ đặc thù lực lượng bọc thảm bay, ở bên ngoài tạo thành một cổ cái lồng, thảm bay lúc này mới chậm rãi bay lên. Lâm kiếm còn là lần đầu tiên thể nghiệm phi hành cảm giác. Lần trước không tính đó thuần túy là liều mạng. Mọi thứ đều như vậy mới lạ. Trúc cơ nữ tu bắt đầu bàn giao lên nhiệm vụ. Đi thanh giao lĩnh, chỉ cần chuẩn bị tốt tránh chướng phù, cũng không cần e ngại độc chướng, bên trong độc vật, hơn phân nửa cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ, mạnh nhất bất quá luyện khí trung kỳ, dùng để thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ, là thích hợp nhất các ngươi cảnh giới này. Nhiệm vụ thời gian tổng cộng 10 ngày, bởi vì là kình thiên phong nhiệm vụ, cho nên các ngươi có thể thu thập một chút nhiệm vụ người đề xuất cần có linh dược dựa theo số lượng giá trị thu hoạch được ban thưởng bản thân thu thập linh dược có thể bản thân trang phục cũng có thể trở về hối đoái tại nguyên linh thạch điểm ấy không hạn chế quy củ rất đơn giản nàng theo sát phát xuống một quyển sách nhỏ phía trên ghi lại có một ít linh dược đều là thanh giao lĩnh loại kia đặc thù hoàn cảnh dựng dục ra linh dược đồng dạng nơi tìm không thấy lâm kiếm cầm lấy đến nhìn xem, không phải đặc biệt trân quý linh dược, hẳn rất tìm thật kỹ tìm, đơn giản chính là tốn thời gian tương đối nhiều. Linh đang phong được, ngay ở chỗ này mua sắm yêu cầu phù văn, cùng một chút giải độc đang dược A. À. Gần nửa ngày công phu, liền đến một chỗ khổng lồ sơn mạch, phía trước sương mù vần quanh, khó có thể thấy rõ chủ phong tình huống, bất quá xung quanh có phiên chợ, có cửa hàng. 108 ngọn, ai cũng có sở trường riêng có thể đem Huyền Thiên Thánh Địa tưởng tượng thành một cự đại quốc gia, hoàn toàn tự cấp tự túc loại kia, tất cả đỉnh núi đều có bản thân đặc sản, có thể theo cần mua sắm. Từ thảm bay bên trên xuống tới, Lâm Kiếm nhìn một chút phụ cận, bởi vì là Linh Đan Phong, ngọn bên trong đệ tử am hiểu luyện đan, trên cơ bản tu sĩ cần có đan dược đều có thể ở trong này mua được. Một chút đặc thù đan dược và phụ văn cũng có kinh doanh. Lâm Kiếm sờ lên túi trữ vật, trong này có tiện nghi tức phụ trước đó cho linh thạch không nhiều một trăm viên mà thôi nhưng đối với lâm kiếm cái cảnh giới này tu sĩ mà nói tuyệt đối là số tiền lớn vừa đi hai bước lâm kiếm liền phát giác được có người tiếp cận là tiểu cùng phong tên kia nữ tu hắn lập tức cảnh giác lên vừa rồi tại thảm bay bên trên cũng không làm sao giao lưu bất quá gia hỏa này cùng bản thân tình cảnh không sai biệt lắm giống như bị rất nhiều người ghét bỏ hoặc có lẽ là toàn bộ tiểu cùng phong đều bị ghét bỏ a. À. Nàng muốn làm gì? Chỉ thấy nữ tử kia tới gần lâm kiếm, hai tay trùng điệp đặt ở trước bụng, một bộ phi thường dáng vẻ đáng đo, tự như kinh một phen trong lòng dãy dùa. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm kiếm, nàng cái đầu so lâm kiếm thấp hơn không ít. Lâm kiếm mặc dù tuổi không lớn lắm, bất quá ăn ngon, có một mét bảy tám tả hữu, cô nương này có vẻ như chỉ có khoảng một mét sáu hơn nữa ngẩng lên cái đầu nhỏ bộ dáng này ngược lại là thật đáng yêu sư huynh có thể hay không cho ta mượn mấy viên linh thạch nha cái gì lâm kiếm thậm chí cho rằng mình nghe lầm hai ta trước đó một câu không nói làm sao đột nhiên liền nói đến tiền vấn đề này lâm kiếm kinh ngạc nói ngạch chúng ta giống như không quen a à. kia nữ tu con ngươi đảo một vòng phóng khoáng nói ta gọi từ một một tiểu cùng phong tu sĩ nhà chúng ta trưởng phong chân nhân cùng nhà các ngươi chính là sư huynh muội đây sư huynh chính là lâm kiếm a tại chúng ta huyền thiên thánh địa ngươi thật có danh tiếng người người ba câu không rời ngươi còn không phải sao liền lâm kiếm tình huống này bày ra tiện nghi tức phụ đã sớm thành những người khác rượu dư trà sau đó trò chuyện tư lâm kiếm lúng túng nói thanh danh của ta cũng không quá tốt đây còn không phải là bọn họ ước ao ghen tị ta cảm thấy a à. Lâm Sư Huynh chính là thiên sinh ăn chén cơm này người, ta còn không có có thấy Lâm Sư Huynh đẹp mắt như vậy người đâu, bọn họ đơn thuần không ăn được quả nho nói quả nho chua. Từ một mộc siết chặt nắm đấm, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Lâm Kiếm đều không hiểu, nàng cái này đến cùng có phải hay không đang an ủi mình. Hắn lười nhát đàm luận vấn đề này, bận biểu chuyển đề tài nói. Ngươi mượn linh thạch làm gì? Mua tránh chướng phù A, à? không thứ này, ta làm sao đi thanh giao lĩnh. Từ một một đương nhiên nói ra. Lâm kiếm xuất mồ hôi tráng, ngươi đều không có tiền, lại còn dám tham gia nhiệm vụ này, nếu như ta không cho mượn cho ngươi, ngươi chẳng phải là còn muốn dẹp đường hồi phủ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta tiểu cùng phong thuần một sắc quỷ nghèo, nhưng đi ra hỗn độn, nhiều ít vẫn là muốn giảng chút đạo nghĩa, vay tiền không trả vấn đề này, chúng ta làm không được, dù sao một lần sinh hai lần quen, có vay có trả, lại mượn không khó, mới là lâu dài con đường phát tài nha. Lâm kiếm dở khóc dở cười. Hợp lấy ngươi là muốn dự định cùng ta bảo trì lâu dài vay tiền quan hệ đúng không? Nghĩ nghĩ, gia hỏa này tình cảnh cùng bản thân không sai biệt lắm, một chút chút linh thạch mà thôi, chỉ cần đồng ý trả, cấp cho nàng tự nhiên cũng là không có vấn đề. Lâm kiếm lập tức hỏi. Mấy khỏa nha? nếu có thể liền năm viên chứ, ta muốn mua sắm hai, ba tấm tránh chướng phù, còn muốn mua mấy cái độc đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chờ hái linh dược, đi ra ta liền đổi linh thạch trả lại ngươi. Từ một một vỗ lòng ngực của mình bảo đảm nói. Lâm kiếm nhìn một chút, đạo bào mặc dù rộng rãi, bất quá coi như thiếp thân, thoạt nhìn gia hỏa này trổ mã cũng không được khá lắm, đồng dạng dạng che phủ A, tiểu cùng phong A, cảm giác so với chính mình còn thảm dáng vẻ bản thân mặc dù bị người trào phúng, nhưng là tốt xấu không lo ăn uống nha. Lâm kiếm nghĩ nghĩ, lấy ra năm viên linh thạch đưa cho nàng, từ một một lập tức nhận lấy, hưng phấn nhảy lên nói. Lâm sư huynh quả nhiên là một cái người tốt, cùng những người khác cũng không đồng dạng. Vay tiền còn có thể bị phát thẻ người tốt, Lâm kiếm cũng là buồn bực. Hắn nhớ tới cái này từ một một giống như biết rõ thanh giao lĩnh tình huống, không khỏi hiếu kỳ nói. Người đi qua thanh giao lĩnh, đi qua một lần kình thiên phong mỗi tháng đều sẽ có một lần lịch luyện nhiệm vụ lâm sư huynh lần thứ nhất đi nếu không hai ta tổ đội a à, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau một lần vạn nhất không cẩn thận trúng độc còn có thể có người hỗ trợ mớm thuốc giải độc từ một 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 bộ nhiệt tình dáng vẻ từ nàng có thế mặt dạng mày dày cùng chưa từng gặp mặt người mượn linh thạch đến xem da mặt không dày chỉ sợ thật đúng là không tốt tại tiểu cùng phong nơi này lẫn vào nhưng là hắn tin được không vạn nhất hố bản thân có thể gặp phiền toái từ một một thấy hắn giống như có chút chần chờ lập tức nói ra yên tâm đi lịch luyện nhiệm vụ bên trong sẽ không có người đùa nghịch ám chiêu bị điều tra ra coi như xong đời lại nói chúng ta tiểu cùng phong người mới không làm những cái này chuyện xấu xa đây chúng ta tình nguyện đi lấy đi mượn cũng tuyệt đối không làm chuyện trộm gà trộm chó lâm kiếm suy nghĩ đi lấy muốn cảm giác cũng không phải rất hào quang a à. cái này từ một mộc chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi tự như không có ẩn dấu tu vi dấu vết dù sao rất nhiều thủ đoạn trúc cơ về sau mới có thể sử dụng luyện khí cảnh đối ở cái thế giới này mà nói mới bất quá là cao võ phạm trù đây mình cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài nhất là liên quan đến độc vật có cái người quen mang theo cũng tốt hắn lập tức gật đầu một cái quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Cái này tính trọng điểm, cầu cất giữ đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. A Megapixel vừa mới tìm tới đồng đội, cái kia khoảng một M8 to con cũng nhích lại gần, chít chít qua qua nói một trận, lâm kiếm mộng bức không được, một chữ đều nghe không hiểu, có thể nói hay không nói tiếng Trung A. Lâm Sư Huynh, hắn nói ngoại nhân nghe không hiểu hắn mà nói, để hỗ trợ mua chút đồ đâu. Từ một một nghe xong, bận biểu đừng lại Lâm kiếm một bên, nghiễm nhiên một bộ tiểu tùy tùng dáng vẻ, há miệng nói ra. Người đây đều có thể nghe hiểu. Lâm kiếm kinh ngạc nói. Từ một một gật đầu, đưa tay phải ra, ngón tay cái dựa vào ngón tay nhỏ, lộ ra một ít lễ đầu ngón tay nói chúng ta tiểu cùng phong đi ra hỗn độn trên cơ bản cái gì đều muốn hiểu một chút như vậy mới được tiếng nước ngoài cũng sẽ lâm kiếm hiếu kỳ nói từ một một nghiêng đầu một cái tò mò nhìn lâm kiếm nói cái gì tiếng nước ngoài nha ta cảm thấy người này chỉ là thẹn thùng nói không rõ ràng lắm dụng tâm nghe vẫn có thể hiểu a x m tu sĩ kia lại nói hai câu từ một một vỗ bàn tay một cái nói xem đi hắn nói chính hắn lá gan rất nhỏ ngày bình thường không dám cùng người tiếp xúc cũng không dám nói với người mà nói xin ngươi đừng trách móc giúp hắn chuyện vẫn là cái rất có lễ phép tu sĩ bất quá cảm giác dụng tâm cũng nghe không hiểu a à. có từ mộc mộc dẫn đường lâm kiếm trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều hắn đi qua một lần tự nhiên biết rõ cần chuẩn bị thứ gì tránh chướng phụ có thể kéo dài chừng năm ngày nhưng là cân nhắc được khả năng tổn thất cho nên phải nhiều chuẩn bị mấy tấm. Một viên linh thạch một tấm, lâm kiếm để cho ổn thỏa, làm năm tấm, từ một một tiền không nhiều, chỉ có làm ba tấm, mặt khác cái kia ngốc lớn cái, cũng làm ba tấm. Tiếp xuống chính là giải độc đang dược. Thanh giao lĩnh xem như lịch luyện vị trí, độc vật phương diện, trên cơ bản đã nghiên cứu triệt để, có phù hợp đang dược có thể giải quyết vấn đề. Chuẩn bị thỏa đáng, lâm kiếm tò mò hỏi. Một một nha, nếu như ta không cho mượn ngươi tiền ngươi định làm như thế nào ta liền tìm cái kia tô khánh chứ hắn không phải một mực mặt dày mày dạng theo đuổi đường toàn nha ta hảo hảo nói với hắn hắn coi như không muốn cho mượn cũng sẽ bởi vì không muốn cho đường toàn lưu lại ấn tượng xấu mà cho ta mượn từ một 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 bộ hào phóng bộ dáng lâm kiếm tắt lưỡi cái này tiểu cùng phong ra nhân tài a à? cái kia tô khánh bị bảo trì bản thân phong độ thân sĩ chắc chắn sẽ cấp cho nàng. A B. Mặt khác cái kia nghe không hiểu, Lâm Kiếm cũng lười để ý. Tu sĩ còn có thể thẹn thùng thành cái dạng này, thực cần phải ném đi tiểu cùng phong lịch luyện một chút, đến lúc đó vấn đề gì cũng bị mất. Đường Toàn và Tô Khánh cũng chuẩn bị xong vật phẩm. Lâm Kiếm nhìn một chút. Cái này Tô Khánh cảm giác có chút một đầu nóng dáng vẻ. Hắn mua thứ gì, đưa cho đường Toàn thời điểm, hiển nhiên là bị uyển chuyển cự tuyệt. Cái kia đường toàn tự hồ không muốn dùng hắn đồ vật, mà là lựa chọn bản thân mua sắm. Bất quá cái này Tô Khánh ngược lại là có thể chịu, sắc mặt đều không mang theo biến một cái theo bên người, cho dù là đường toàn đối với hắn thái độ lạnh nhạt đến đâu, đều không sợ hãi. Đây rốt cuộc tính tình yêu chân thành, vẫn là liếm chó. Thứ gì mua sắm tốt rồi về sau, đám người trở lại chỗ cũ, một lần nữa do trúc cơ nữ tu, mang theo tiếng về mục đích trên đường nàng nói hai câu lâm kiếm xem như biết được tên của nàng điền nhị cái này kỳ thật cũng là hắn nhiệm vụ bởi vì đệ tử đi ra ngoài lịch luyện có chút nhiệm vụ khá xa cũng tương đối nguy hiểm cần phải có người hộ tống Trúc cơ cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh linh đang phong bên ngoài khoảng cách thanh giao lĩnh đã không xa không sai biệt lắm hơn một canh giờ liền đến thanh giao lĩnh trên đường đi từ một một không quên giới thiệu một chút tình huống tiểu cùng phong người hàng năm ở các nơi đánh xì dầu, bị tốt hơn sống sót, cần nắm vững đủ loại kỹ năng. Nàng giảng giải. Nghe nói năm đó một vị nào đó cao thủ linh sủng giao lông gây chuyện, bị người chém giết ở chỗ này, chết rồi thi thể hữu hóa, tạo thành đặc thù độc chướng, ngược lại thai ngén ra một chút dược liệu trân quý, mới bị dùng để làm đệ tử lịch luyện chỗ. Bởi vì khắp nơi đều là độc chướng, cân nhắc được lại có thể thai ngén linh dược, tự nhiên là không có triệt để trị tận gốc, mà là tại bốn phía bố trí trận pháp, phong tỏa xung quanh, chỉ có đã thông một cái thông đạo, thuận tiện đệ tử tiến vào. Cái kia điền nhị mang theo đám người đến lối đi này, liền nói ra. Đối với các ngươi mà nói, đây là một loại tôi luyện, cho nên ta sẽ không đi theo, 10 ngày sau, quay lại nơi này tìm ta là được. Nói rõ ràng về sau. Đám người dán lên tránh chướng phù, quanh thân lập tức tạo thành một vòng ánh sáng nhỏ, bởi vì hiệu quả này, chung quanh độc chướng, cũng vô pháp tiếp cận đám người một đường tiến lên đi sâu vào vài dặm cái này khu vực bên ngoài tương đối an toàn trừ bỏ độc chướng chưa có nhìn thấy một chút độc vật hướng tới tồn tại chúng ta muốn đi hái âm hà thảo các ngươi đây cái kia tô khánh trước tiên mở miệng lâm kiếm nghĩ nghĩ âm hà thảo là nhiệm vụ lần này thượng phẩm cấp cao nhất linh dược ban thưởng tự nhiên cũng là rất phong phú bất quá linh dược phụ cận hơn phân nửa có một ít lợi hại độc vật tồn tại, cho nên phẩm bậc càng tốt, nguy hiểm cũng càng lớn. Chúng ta cảnh giới không cao, liền không được địa phương xa như vậy, tại xung quanh tìm một chút thích hợp dược liệu. Lâm Kiếm nói thẳng. Đường Toàn nhẹ nhàng gật đầu, xem như sau khi từ biệt. Từ một một hiếu kỳ nói. Lâm Sư Huynh, kỳ thật chúng ta đi theo các nàng đi vào chung, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, nói không chừng có thể tìm tới một chút có giá trị không nhỏ linh dược đây. Ta xem treo, Tô Khánh vừa rồi tra hỏi, rõ ràng chính là ghét bỏ chúng ta vướng bận, cho chúng ta hạ bậc thang, đúng hạn chúng ta không muốn đi chung, miễn cho quấy rầy rồi bọn họ bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Từ một một suy nghĩ một chút cũng phải, nhóm người mình đi theo, tự như là quấy rầy rồi hai người bọn họ thế giới, có chút không ổn, lúc này mới lên tiếng. Bọn họ đi sâu vào, chẳng những là bị ngắt lấy âm hà thảo, cũng hẳn là muốn tìm tìm luyện chế trúc cơ đang dược liệu, không đi đăng vân thê con đường này, liền chỉ có thể tự chuẩn bị dược liệu, luyện chế đang dược, đường toàn thực lực đã là luyện khí đỉnh phong, khẳng định có phương diện này dự định. Muốn bước vào trúc cơ cảnh giới, cần đang dược phụ tá, và tăng tỷ lệ thành công. Lâm kiếm gật gật đầu, cái này từ một một hiểu được thật nhiều, ngược lại là giải quyết bản thân không ít nghi hoặc. Bất quá cái này đăng vân thê là thứ đồ chơi gì? Hắn lập tức hỏi thăm. Từ một một nói ra. Cái này đăng vân thê kỳ thật chính là luyện khí cảnh đệ tử khảo nghiệm, luyện khí đỉnh phong đệ tử, có thể khiêu chiến đăng vân thê, thành công leo lên 100 tầng thang mây, liền có thể thu hoạch được một mai trúc cơ đan, bước vào trúc cơ cảnh làm ít công to. Đường toàn tại sao không đi? Lâm kiếm hiếu kỳ nói. Từ một một nói ra. Bởi vì khó chứ, có thể gom góp dược liệu cần gì đi tự tìm phiền phức vạn nhất từ phía trên rớt xuống vậy coi như mất mặt còn không bằng tự nghĩ biện pháp lâm kiếm như có điều suy nghĩ cái này vẽ trọng điểm đến lúc đó có thể đi thử xem thành công về sau cũng có thể để người khác nhìn thấy bản thân điểm nhấp nháy cái này tổng cùng ta tức phụ không quan hệ rồi a à. về phần mất mặt không tồn tại đều bị xưng là lâm bạch kiểm nơi nào còn có mặt mũi ném lại nói ta tốt xấu cũng tính cái treo bức a lâm sư huynh đi bên này lần trước ta tới qua nhớ kỹ bên này có một mực linh dược hơn phân nửa đã quen hơn nửa con đường này độc vật tương đối ít từ một một vẫy vẫy tay tên kia không nói rõ ràng lời nói tu sĩ ngược lại là không cùng lâm kiếm cùng một chỗ mà là một mình đi khác một cái phương hướng tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 18 Hắn trêu ai gẹo ai Cầu cất giữ đề cử Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cẩn thận, phía trước có chỉ có tiểu độc nhện Từ một một đi ở phía trước mở đường Có tránh chướng phù, nàng cũng không dám khinh thường Dù sao có chút độc vật, vẫn là rất lợi hại Lại nói tránh chướng phù, chỉ là giải quyết độc chướng vấn đề Một chút độc trùng, không tại vì cao phạm vi bên trong chỉ thấy nàng lặng lẽ công công thân thể, tận lực không làm ra động tĩnh, đồng thời từ trên người lấy ra một viên hòn đá nhỏ, dùng hai cái ngón tay kẹp lấy, vận dụng chân khí, bỗng nhiên vứt ra ngoài. Nhện con ba ba một tiếng rơi trên mặt đất, thể nội chảy ra chất lỏng sền sệt, vậy mà đem trên mặt đất lá khô cho ăn mòn hết. Loại này thủ đoạn, lâm kiếm cũng có thể dùng. Từ một một xấu hổ cười nói, sư huynh đừng thấy lạ a, à, quá nghèo, không mua được vũ khí hiện tại cũng chỉ có thể dùng đá thích hợp. Lâm kiếm im lặng, tiểu cùng phong, thực sự là tuyệt. Rốt cuộc là học cái gì công pháp, thế mà nghèo thành cái dạng này. Có từ một một cái này tranh ma quỷ quái, lại đã tới một lần, tương đương với dẫn đường, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, để lâm kiếm cảm thấy đáng giá. Mấy ngày, ngược lại là đào được không ít linh dược. Lâm kiếm cân nhắc được đại bộ phận đều là từ một một làm tới, tự nhiên phân cho nàng hơn phân nữa, kích động từ mộc mộc kém chút nhảy dựng lên, dù sao nàng thế nhưng là thực thiếu tiền đây. Sư huynh ngươi thật sự là quá tốt. Lâm kiếm cười nói. Theo như nhu cầu nha, ta cũng xem như mở mang kiến thức, chúng ta có muốn hay không lại hướng chỗ sâu tìm kiếm. Mấy ngày nay đều là ở ngoại vi, trên thực tế nguy hiểm không lớn, một chút độc trùng, chỉ cần trước đó giải quyết, liền không có vấn đề, chung quanh linh dược tương đối ít, đều là giá trị không quá cao đồ vật. Từ một một suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, trước đó người của một ta, thật không dám xâm nhập, có lâm sư huynh tại, sẽ không sợ. Lâm kiếm thắng qua chu thông sự tình, kình thiên phong mọi người đều biết. Nàng xem như tại kình thiên phong kiếm cơm tiểu cùng phong truyền nhân, nào có không biết đạo lý, chỉ ít đối với lâm kiếm thực lực, vẫn tương đối khẳng định. Theo xâm nhập, liền đã không phải là một chút tiểu độc trùng. Một chút loài rắn độc vật, ẩn núp sâu không nói, cũng đều có được phi thường tốc độ khủng khiếp, hơi không cẩn thận, bị cắn một cái, có thể gặp phiền toái. Lâm Kiếm và Từ Mộc Mộc hai người cũng là đánh lên 12 phần sinh lực. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, xâm nhập về sau, nguy hiểm thật là tăng lên, nhưng là thu thập số lượng linh dược cũng nhiều, hẳn là có rất ít đệ tử thâm nhập vào. Từ Mộc Mộc càng là cười miệng toe toét, vô cùng khả ái lâm sư huynh thật đúng là một người có phúc khí lần trước ta tới cũng không thấy nhiều như vậy dược liệu đây quả nhiên có thế bằng thực lực ăn bám người vận khí đều sẽ không quá kém lâm kiếm giả bộ cả giận nói ngươi lại tổn hại ta từ một một le lưỡi một cái nói nào có đây vốn chính là lâm sư huynh sở trường nha ta liền không quen nhìn những người kia bản thân không được còn không thể gặp người khác tốt ai lâm kiếm thở dài hắn kỳ thật cũng không muốn ăn bám, nhưng là không có cách nào nha, ai bảo bản thân xuyên qua tới về sau, chính là tình cảnh này đây. Còn không bằng làm từ hôn đây. Trực tiếp đưa cho chính mình một lão gia gia, tới cái thiếp thân dạy bảo, lập tức đổi thiên đổi địa đổi không khí. Đánh không lại địch nhân thời điểm, còn có thể đem lão gia gia tế ra tới giết địch. Thật có thể nói là nhà ở du lịch thiết yếu hắc. Được rồi, được rồi, lâm sư huynh mạnh như vậy, cũng không phải ăn cả đời cơm chùa, sớm muộn có thế mạnh lên nha, cố gắng tăng cao tu vi là được rồi, chờ lâm sư huynh cường đại, ai dám nói ngươi không phải. Từ một một khuyên giải nói. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là có thể nói đến điểm mấu chốt, lâm kiếm cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng liền không phải khó chịu như vậy. Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi nói nơi này có cái gì có thể tăng lên cảnh giới thứ gì? Nghe nói có đây, năm đó cái kia giao lông cốt thịt hữu hóa, tạo thành một phiến này độc chướng, phụ cận có thể sẽ sinh ra một loại lông lân quả, nuốt vào, có thể tăng lên luyện khí cảnh một tiểu cảnh giới, bất quá có chút niên đại, căn bản không có người biết rõ cụ thể ở phương vị nào. Từ một một nói ra, tăng lên cảnh giới long lân quả. Nếu thật là có thể làm đến, ngược lại có thể gia tốc tốc độ tu luyện của mình. Vậy chúng ta liền lại xâm nhập một chút, lâm kiếm suy nghĩ một chút nói từ một một nói ra lấy thực lực của chúng ta hẳn là còn có thể ứng phó ngược lại là có thể thử một lần dù sao ta số nghèo một cái chỉ cần không chết bị chút tổn thương cũng không có gì lâm kiếm buồn cười nói chẳng lẽ ta chính là tốt số từ một một suy nghĩ một chút ha ha cười nói dù sao so với ta tốt bất quá cũng không khá hơn chút nào chúng ta đều làm cho người ta ngại vậy liền đi vào chung a hai người càng xâm nhập thêm lâm kiếm chuyến đi này chính là mấy ngày tần yên tại chính mình phòng nhỏ tu luyện càng nghĩ đều cảm thấy có chút không yên lòng hắn đến như vậy lâu còn là lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện nghe nói trực tiếp liền đi thanh giao lĩnh chỗ kia rất nguy hiểm thật sự là có chút yên lòng không xuống a dù sao cũng là bản thân làm xảy ra loại chuyện như vậy làm hại lâm kiếm thời gian nam quốc nàng không đành lòng xoắn suýt một hồi dứt khoát đứng lên dự định cùng đi qua nhìn một chút ngoài cửa thiên cực chân nhân hiện thân đi đâu à miệng hắn hôn có chút nghiêm khắc tần yên căng thẳng trong lòng tờ liền không khỏi chủ nắm chặt lấy khuôn mặt nói đi ra ngoài một chút bộ dạng này ngược lại là thật có thể chấn nhiếp một số người thoạt nhìn mặt không chân thật đáng tin thật đúng là tưởng rằng đi bên ngoài đi đi đây đều theo như ngươi nói không muốn quá độ nhúng tay miễn cho bị người khác phát hiện, nói là làm trễ nải ngươi tu hành, thành giao lĩnh chỗ kia liền ở trong huyền thiên thánh địa, cũng không tính được nguy hiểm, có thể có vấn đề gì. Xem như sư phụ, thiên cực chân nhân há lại không biết nàng muốn làm gì. Thực sự là vì cái này tiểu đồ đệ quan tâm không ít. Tần yên nhíu mày một cái nói. Chỉ là có chút không yên lòng. Người nếu thật là không yên lòng, liền không nên để cho hắn ra ngoài, để thêm mấy năm, nói không chừng ngươi liền bước vào độ kiếp cảnh đến lúc đó huyền thiên thánh địa không ai dám nói ngươi không phải thiên cực chân nhân thở phì phò nói tốt biết bao hài tử nha hết lần này tới lần khác chính là đầu óc có vấn đề không nghĩ ra vấn đề này nhất định phải thực hiện hôn ước tần yên nghĩ nghĩ nói ra lâm kiếm cũng rất lợi hại đây hắn năng lực lĩnh ngộ được mạnh ta trước đó chính là quá lo lắng cho rằng nhường hắn lưu lại kình thiên phong coi như an toàn được kết quả đây. Những đệ tử kia liền được đà lớn tới, nhất định phải khi dễ hắn, lầm kiếm hắn trêu ai gẹo ai a. À. Thiên cực chân nhân thở dài. Hắn không có vấn đề gì, chính là ngươi có vấn đề, nếu không phải là bởi vì ngươi không cùng ta thương lượng, tự tác chủ trương làm ra loại chuyện này, nơi nào sẽ nháo đến một bước này, ngươi nhất định phải thực hiện hôn ước, như vậy vấn đề cũng không lớn, có thể đem hắn mang đến trước tu hành một đoạn thời gian chờ thức lực cường đại lại tuyên bố tốt bao nhiêu ta nào biết được bọn họ có thể như vậy tần yên không phục thiên cực chân nhân bất đắc dĩ nói cũng đừng quá trách bọn hắn bọn họ liền là lo lắng ngươi làm trễ nải tu hành hiện tại tình huống này kỳ thật tất cả mọi người không tiện nói gì còn phải dựa vào tiểu tử kia tranh khẩu khí ngươi không nên nhúng tay hảo hảo tu luyện thiên cực chân nhân rõ ràng không thả nàng ra ngoài tần yên bất đắc dĩ đi trở về gian phòng lâm kiếm không phải ta giúp ngươi mà là ta thực không có cách nào à nàng buồn bực ngồi ở trên giường thanh giao lĩnh lâm kiếm và từ mộc mộc càng thâm nhập chung quanh chướng khí rõ ràng càng thêm nồng hậu giống như sương mù đồng dạng ngay cả ánh mắt đều có chút ảnh hưởng quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Gia hỏa này không đi đường thường A, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ở chỗ này, đã gặp được một chút đại hình độc trùng, một chút sinh hoạt ở nơi này mảnh thú, bởi vì hoàn cảnh vấn đề mà sinh ra dị biến, lâm kiếm và tự mộc mộc, tự nhiên là đánh lên 12 phần tinh thần. Nha! cân nhắc được từ một mộc chung quy là cô gái giấy lâm kiếm bản thân đi ở phía trước bao nhiêu có thế che chở nàng như thế để từ một mộc sinh lòng hảo cảm lâm sư huynh người này thật tốt lúc này nàng đi ở phía sau lại đột nhiên khẽ gọi lên là thất chúc thảo luyện chế trúc cơ đang dược liệu đây không nghĩ tới có thế ở trong này nhìn thấy từ một mộc chỉ về đằng trước phi thường vui vẻ dù sao linh dược này cực quý giá trị hai mươi 30 viên linh thạch. Nói xong, nàng liền muốn xông đi lên nhắc lấy dược thảo. Lâm kiếm bận biểu xuất thủ ngăn trở nàng, nhỏ giọng chỉ về đằng trước nói ra. Trước đừng đi, ngươi nhìn bên cạnh. Từ một một bận biểu nhìn sang, phía trước một tảng lớn ao nước, thất chút thảo liền sinh trưởng ở bên bờ, cách đó không xa có cái hang động, tự hồ hùng cứ một cái cự mãn, cái đầu rất lớn, sợ là có dài mười mấy mét, cái cỡ chậu rửa mặt, chỉ lộ ra một đầu, thân thể toàn bộ ẩn giấu ở trong động quật ẩn núp phi thường sâu chỗ này yêu thú toàn thân đều là kịch độc xa so với bình thường yêu thú càng đáng sợ nàng bận bịu che miệng miệng nhỏ nếu không phải là lâm kiếm gọi lại nàng tùy tiện tiến lên khả năng cũng sẽ bị yêu thú này cho cuốn lấy tạ ơn lâm sư huynh nàng vội vàng nói tạ ơn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phi thường đáng yêu lâm kiếm nhìn nói không cần cám ơn nơi này rất nguy hiểm thất chúc thảo nếu quý trọng như vậy khẳng định có yêu thú lợi hại ta cũng là vậy một đoán không nghĩ tới thật là có hắn cũng là lần đầu tiên đi ra nơi nào có cái gì kinh nghiệm nhưng đây là lẽ thường tình cũ tự nhiên không khó hiểu Yêu thú này thực lực có chút mạnh sợ là đều luyện khí trung kỳ a à. chúng ta muốn lấy được thất chúc thảo cũng không dễ dàng a à. từ một một sầu mi khổ kiểm lên lâm kiếm suy nghĩ một chút nói không nóng nảy, tổng sẽ lại có cơ hội, thực sự không được, từ bỏ được rồi, cũng không thể bị một chút linh thạch, liền mạng nhỏ cũng không cần. Từ một một liên tục gật đầu. Nàng được nghèo, bị chút vết thương nhỏ vấn đề chưa đủ lớn, nếu như trọng thương, sợ là liền chữa thương tiền đều góp không đủ. Không có cách nào, tiểu cùng phong chính là thảm như vậy. Lâm kiếm mang theo từ một một tại bốn phía đi vòng một khoảng cách. Xác định không có có thể thao tác chỗ trống, đang định rời đi. Phía trước giống như có động tĩnh. Lâm kiếm một mực bảo trì cảnh giác, giờ phút này đột nhiên nói ra. Tự như là binh khí giao tiếp thanh âm. Từ một mộc cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái, hai người vùng trộm đến gần một chút. Nơi xa. Đường Toàn và Tô Khánh đánh nhau. Tô Khánh cười lạnh nói. Ngươi đã trúng độc, không kiên trì được bao lâu, không bằng liền theo ta, tránh khỏi chịu đau khổ lâm kiếm trận mắt hốc môn. Gia hỏa này thay đổi liếm chó tư thái, vậy mà phát động công kích. Không phải nói liếm được cuối cùng không thiếu gì cả sao. Làm sao đặt tại vị này trên người, liền thành đột nhiên bạo khởi đây. Đường toàn tình huống giống như không tốt lắm, tự như trúng độc, lực lượng không phát huy ra được, dạng này đánh lên, cũng có chút rơi vào hạ phong. Hèn hạ vô sĩ. Đường toàn phẫn nộ quát. Nói là như thế, nàng cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Cái này Tô Khánh cũng không biết nơi nào làm đến một chút vô sắc vô vị độc vật, tuy nói bản thân không thích hắn, nhưng hắn dù sao mặt dậy mày dạng theo bên người lâu như vậy, dù sao cũng hơi buông lỏng, bị hắn tùy thời hạ độc. Nàng bây giờ hoa mắt váng đầu, cảm giác được sợ là kiên trì không được bao lâu. Lâm kiếm nói khẽ. Không tốt, cái này liếm chó thực sự là không đi đường thường. Lâm kiếm có chút nhức đầu ngang tạo nên vạn tuyển, vậy mà tuyển vậy một cái hố hàng. Còn tưởng rằng hắn không thích tận yên, cho nên cùng bản thân không có xung đột quan hệ đây. Không có nghĩ rằng hắn cùng Đường toàn có xung đột a. À. Gia hỏa này vậy mà muốn ở chỗ này bá vương ngành thương cung, cái này có thể gặp phiền toái, tốt xấu là luyện khí đỉnh phong cao thủ, Lâm Kiếm suy nghĩ bản thân đối phó luyện khí hậu kỳ vấn đề không lớn, muốn đối kháng đỉnh phong, phong hiểm không nhỏ đường toàn biết mình tình huống không tốt không chống đỡ được quá lâu giờ phút này chỉ có điên cuồng công kích tô khánh nơi nào sẽ cùng với nàng cứng đối cứng thân thể không ngừng lùi lại nghĩ đến lại kéo một hồi bản thân liền có thể ngồi mát ăn bát vàng không cần tốn nhiều sức cầm xuống đối phương dựa theo lệ cũ trước sảng khoái mấy phát sau đó đem gieo xuống bản thân thu nạp cổ độc để cho nàng bị quản chế với mình liền không lo lắng sự tình bại lộ lâm kiếm chú ý tới hắn lui về phía sau phương hướng, vậy mà ẩn ẩn tới gần cái kia cự mãn vị trí. Lâm kiếm kỳ thật không muốn nhúng tay vấn đề này. Nhưng thực thấy, có thế ngồi yên không để ý đến. Vạn nhất cái này Tô Khánh không khỏi tin tức bại lộ, thuận tiện tới cái giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, nhóm người mình không phải cũng phải gặp nạn. Hắn trong lòng, ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Làm người vì bản thân, đang lo không giải quyết được cái kia cự mãn đây, gia hỏa này liền một đầu đụng vào. Nếu làm loại chuyện này, như vậy Lâm Kiếm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này, đường toàn bỗng nhiên bạo khởi, thừa cơ một kiếm đâm tới, Tô Khánh đầu vai lập tức bị đâm thủng, lưu lại một vết thương, anh Tuấn khuôn mặt nhất thời dữ tợn. Cho thể diện mà không cần kỹ nữ, ta hảo ý truy cầu ngươi, nhưng ngươi không để ý ta, đây là ngươi tự tìm. Hắn dùng một thanh đại đao, lực lượng so với đường toàn phải mạnh mẽ hơn nhiều, đau đau muốn mạng chém tới, đường toàn thân thể bất lực, chống cự phi thường khó khăn. Lại vẫn cứ còn muốn thông suốt đem hết toàn lực, để ép đối phương đánh. Kỳ vọng có thể tại mình ngã xuống trước đó, chế phục Tô Khánh. Bất quá tại lâm kiếm xem ra, cái này khả năng không lớn. Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Từ một mộc nhẹ nhàng nói. Bằng tâm mà luận, nàng cũng muốn muốn đi hỗ trợ, giúp một chút về sau, Đường Toàn nói không chừng còn là cảm tạ mình thuận tiện cho chút linh thạch cái gì. Bất quá nàng cũng rất tâm thần bất định. Tô Khánh thực lực rất mạnh, Đường Toàn nếu là trạng thái bình thường, có bọn họ hỗ trợ, tự nhiên không sợ đối phương. Bây giờ Đường Toàn thực lực giảm xuống, giúp một tay phong hiểm rất lớn. Lâm kiếm chỉ chỉ cự mãn vị trí. Từ một một cũng là hai tử thông minh, hai mắt nhất thời sáng lên. Đúng a. À. Một bên kia còn có chỉ có luyện khí trung kỳ cự mãn đây, mặc dù nàng cảnh giới không cao, chỉ có luyện khí trung kỳ, nhưng là yêu thú thân thể năng lực rất mạnh, tăng thêm cái kia cự mãn toàn thân là độc, vận dụng thỏa đáng, thật đúng là có thể phát huy kỳ hiệu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bị Lâm Sư Huynh cơ chế chút khen. Rất tốt một người a. À. Làm sao nhiều người như vậy nói hắn không phải? Bản thân vay tiền, nói rõ nguyên do, hắn liền thực cho mình trên đường thu thập dược liệu hắn cũng chiếu cố bản thân phân cho mình đại bộ phận dược thảo thật biết chiếu cố người trước đó lại thắng qua chu thông cái kia chu thông là trưởng lão hậu nhân thực lực không tính kém lâm sư huynh liền xem như được tần yên sư tỷ tương trợ chiến đấu thời điểm cũng là dựa vào chính hắn nha dù sao cảnh giới kém một chút cái này là tuyệt đối khuyết điểm có thể thành công cùng chính hắn thoát không được quan hệ liền lấy hiện tại mà nói càng là trực tiếp nghĩ đến biện pháp giải quyết lúc này vấn đề để cho nàng khâm phục lên lâm kiếm đã lấy ra một cây tiểu đao tiểu đao chất liệu không phải bình thường đặt trên giang hồ khả năng cũng coi là danh đao bất quá tại tiên môn bên trong chỉ là cấp bậc thấp nhất vũ khí mà thôi lâm kiếm tụ tinh hội thần đang quan sát tô khánh và đường toàn đã tiến nhập mãn xà phạm vi bất quá mãn xà hết sức bảo trì bình thản khí tức cơ hồ hoàn toàn không có hai người đang ở chiến đấu, tự nhiên cũng không phát hiện dị trạng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Vốn dĩ muốn kiếm ít tiền, cầu đề cử cất giữ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lâm kiếm hai mắt nhìn chầm chầm đối phương, đang tìm cơ hội. Từ một một nín hơi, tương đối khẩn trương. Nếu là không thể dẫn tới yêu thú công kích Tô Khánh, nàng cùng Lâm kiếm chỉ sợ là phải đối mặt với cự mãn, thậm chí là tô khánh áp lực. Gần, càng gần. Lâm kiếm nắm lấy cơ hội, tay phải trút vào chân khí, bỗng nhiên đem tiểu đao trong tay vứt ra ngoài. Tô khánh nhạy cảm phát giác được có đồ vật đánh tới, chung quanh nơi này độc vật hoành hành, tự nhiên không dám khinh thường, quyết đoán lựa chọn né tránh, mà không phải cứng trắng chống đỡ. 3. Cái kia ẩn thân trong động cự mãn, thân thể phi thường cứng trắng, bất quá vẫn là bị phi đao mở ra một đường vết trách, toàn thân chấn động, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên là bởi vì bị người đánh lén, mà phẫn nộ rồi. Thân thể to lớn vọt ra, tốc độ cực nhanh, nhưng động tĩnh cũng là cực lớn. Tô Khánh đối mặt lâm kiếm bên này, bỗng cảm thấy lông tơ đứng thẳng, phát giác được nguy cơ đánh tới. Lâm kiếm lựa chọn động thủ vị trí, khoảng cách Tô Khánh rất gần, cái kia cự mãn lao ra, không thể tránh khỏi sẽ phóng tới Tô Khánh và đường toàn. Tô Khánh nơi nào đến được đến suy nghĩ nhiều, tình thế cấp bách phía dưới, vùng đao liền chặt. Luyện khí đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh mẽ phi thường, cự mãn bất quá luyện khí trung kỳ, cái này tràn đầy trúc chân khí một kích, nhất thời chém vào thân thể, máu tươi vẫy ra, bị đau không thôi. Hắn kỳ thật chỉ là muốn đối phó lâm kiếm cái này kẻ cầm đầu. Làm sao biết, Tô Khánh một đau kia càng ác, nhất thời liền bốc hỏa trong lòng, muốn cùng Tô Khánh liều mạng cự mãn thân thể to lớn, thân thể quét ngang mà đến. Tô Khánh chỗ nào cùng loại này khổng lồ yêu thú chiến đấu qua, cho rằng đối phương là muốn đánh bay bản thân, không khỏi hoành đao chặn lại, lại không nghĩ đuôi rắn đánh tới, dĩ nhiên là đem hắn khẽ cuốn. Thân thể trong nháy mắt bị mãn xà này cuốn lại. Cái này được phiền toái. Tô Khánh cảm giác được thân thể đau rát đau nhất, thậm chí bất quá là bị vậy bọc lại, quần áo liền bắt đầu mục nát, có thể thấy được cự mãn toàn thân đều là độc hắn chỗ nào đồng ý ngồi chờ chết một cánh tay dãy dụa đi ra nắm tay hung hăng đập tới ngươi cự mãn bị đau càng là kích phát hung tính như vậy yêu thú linh trí không tính đặc biệt hoàn thiện còn duy trì giả tính giờ phút này cũng là lên hỏa thề phải cùng cái này đáng chết nhân tộc đồng quy vu tận cảnh giới bên trên có chênh lệch rằng có nữa Tô Khánh chắc chắn sẽ thắng thảm vừa vặn bên cạnh còn có cái đường toàn nha vừa nghĩ tới gia hỏa này ngày bình thường dạng cho hình người cuối cùng ẩn núp sâu như vậy cùng bản thân lâu như vậy mới bại lộ cuối cùng được như vậy hèn hạ sự tình nội tâm liền tức giận khó bình giờ phút này cuối cùng dẫn theo kiếm rơi vào chân khí trực tiếp đâm tới thượng hạng bảo kiếm phóc suy một tiếng đâm vào cự mãn thân thể ngày tiếp theo tự tô khánh thân thể đâm tới hắn lập tức hét thảm lên dù sao cũng là mười mấy tuổi cô nương, không hạ tử thủ, tránh đi chỗ yếu, mới không để Tô Khánh một mệnh ô oh hô. Oh. Cự mãn cái đuôi hé miệng, thân thể cuốn lấy Tô Khánh, há miệng mồm máu, hướng về đường toàn cắn tới. Nàng vốn liền trúng độc, thân thể mềm nhũng. Vừa rồi nắm lấy cơ hội, thừa cơ đề khí động thủ, giờ phút này trong bụng một hơi cuồn cuộn rơi, thân thể lập tức có chút đứng không vững, vừa lúc lúc này cự mãn thay đổi thân thể lao đến, bảo kiếm trong tay tuột tay, không khỏi kinh hô lên, không có vũ khí, không dám đối cứng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Dựa vào Lâm kiếm kinh hô lên. Cái này ngốc nương môn, thực lực mạnh như vậy, cơ hội tốt như vậy, người tốt xấu tới cái một kích mất mạng a, à. kết quả không giết chết trị mãn, ngược lại ném bảo kiếm, sức chiến đấu lập tức tổn thất hơn phân nữa. Lâm kiếm bản thân liền sẽ quyền pháp, thời gian không dư giả, không chuẩn bị vũ khí dựa vào nhục thân đi đối phó cự mãn độ khó rất cao mắt thấy đường toàn không ngừng lùi lại né tránh sợ là chống đỡ không được bao lâu lâm kiếm cũng là muốn chặt răng nhốt lo lắng lấy có muốn hay không lao ra cứu người từ một một cắn răng một cái tầm giống như nhỏ máu đồng dạng lại đột nhiên từ bên hông màu nâu túi trữ vật bên trong lấy ra hai bộ kỳ quái bao tay đến cái bao tay này thoạt nhìn mỏng vô cùng giống như một tầng sợi nhỏ đồng dạng bất quá lại có chút sáng lấp lánh đây là ta thu thập một loại yêu thú lột ra da, mây bao tay, có thể không sợ đồng dạng độc vật. Nàng cắn răng, cũng không muốn nhìn thấy đường toàn mất mạng nơi này. Lâm kiếm giật mình không thôi, vẫn còn có loại bảo bối này. Hắn bận biểu đưa tay đón. Từ một một khó chịu siết chặt bao tay, đi theo nhắm mắt lại, qua trong nháy mắt tư tưởng dãy dùa, vẫn là buông lỏng tay. Cái đồ chơi này là hắn thu thập đến, cần xâm nhập một chút bên trong dãy núi bộ, quá trình tự nhiên hung hiểm, có thể bán năm viên linh thạch một đôi, nàng cũng là phí đại khí lực. Vốn dĩ muốn cùng lâm kiếm đại tài chủ này hỗn độn, kiểu gì cũng sẽ có đất dụng võ, đến lúc đó chào hàng mình một chút may bao tay, bao nhiêu kiếm chút, không có nghĩ rằng hiện tại nơi nào có thời gian so đo những cái này, chỉ có thể dùng trước nói sau. Không kịp nghĩ nhiều, lâm kiếm mặt lên bao tay, không phát hiện ảnh hưởng gì, thậm chí còn tương đối dán vào bàn tay, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu phát huy, hắn lập tức nói ra. Ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi xuất thủ công kích. Từ một một gật đầu, bận biểu mang lên bao tay, đi theo lâm kiếm liền xông ra ngoài. Nếu là đối phó Tô Khánh, mọi người khả năng sẽ còn do dự một chút. Bây giờ Tô Khánh bị cự mãn cuốn lấy, trên người bộ phận nơi cũng bắt đầu mục nát, có thể thấy được cự mãn trên người độc tố có bao nhiêu đáng sợ, hơn nửa đường toàn một kiếm, mặc dù tránh đi chỗ yếu, nhưng bây giờ cũng là không ngừng chảy máu, Độc tố càng là tiến vào thân thể, lệnh đều đi nửa cái. Giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Lâm Kiếm thân thể nhảy lên một cái, vọt tới, quát to. Nghiệt xúc còn chưa chịu chết. Cũng không phải hắn nhất định phải học người khác, chiến đấu thời điểm, nhất định phải hô lên tuyệt chiêu của chính mình, để cho địch nhân có chỗ phòng bị, mà là cố ý hấp dẫn cự mãn lực chú ý. Gia hỏa này, không hổ là thành tinh yêu thú đầu đuôi đều có thể địch nhân công kích, bây giờ thân thể cuốn lấy Tô Khánh, cái đuôi giống như trường tiên đồng dạng, không ngừng công kích đường toàn, miệng cũng tại tùy thời động thủ, không thấy vũ khí đường toàn, đồng trốn tay lắc mạnh, mười phần chật vật. Mãng xà nghe không biết tiếng người. Nhưng hắn mục tiêu ban đầu, chính là nghiền chết cái này cho mình một đao tiểu côn trùng, nghe thấy thanh âm từ có cái phương diện này truyền đến, nhất thời quay lại đầu. Lâm kiếm thôi động chân khí, cố ý một trưởng công tới. Cự mãn không chỉ có lừa dối, cuối cùng thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, cái đuôi tiếp tục công kích đường toàn, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Lâm Kiếm há mồm liền cắn. Ngưu bức. Lâm Kiếm thầm hô một tiếng, vận dụng Thủy Kính Bộ, bước đi trên nước, bộ pháp lập tức quỷ dị, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát cự mãn công kích. Từ một một nhìn chuẩn cự mãn bị Lâm Kiếm hấp dẫn lực chú ý cơ hội này, quyết đoán xuất thủ. Khá lắm mặc dù cái đầu không cao, thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, thực lực nhưng thật ra vô cùng mạnh, dùng không phải kình thiên phong truyền thừa trưởng pháp, quy lực ngược lại là không tầm thường. Đường toàn cũng nhắm ngay cơ hội, một phát bắt được chui kiếm, đem trường kiếm rút ra, cự mãn bị đau, lại muốn một cái đuôi quét qua, lâm kiếm đã lao đến. Ba người liên thủ, ngược lại là đi theo cự mãn chiến khó phân chia, trong lúc nhất thời, ở cự mãn trên người lưu lại rất nhiều vết thương. Cự mãn đau đớn không chịu nổi, thân thể không ngừng quay cuồng, thân thể to lớn, quét ngang bốn phương tám hướng, ngăn cản ba người công kích, chung quanh đại địa đều đang run rẩy, đám người lực lượng càng là từng quyền từng quyền để lên đi. Đường toàn cảm giác mình tình huống càng ngày càng hỏng bét, đầu u ám, thân thể bất lực, muốn mạng chính là thể nội còn có một loại khô nóng cảm giác, nội tâm có loại dục vọng mãnh liệt, dằng có nữa sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nghĩ tới đây, nàng đánh bạc tất cả, lui ra phía sau nửa bước, vũ động trường kiếm. Thiên tiên kiếm pháp. Chân khí ngự kiếm, rất có vài phần ngự kiếm thuộc hình thức ban đầu, chỉ là cấp bậc còn rất thấp, trường kiếm nhưng cũng tuột tay, bỗng nhiên bắn về phía cự mãn đầu, gần như xuyên qua đầu. Cự mãn vùng vẫy dãy chết, thân thể lưu lại dư lực, không ngừng oanh kích bốn phía, làm cho ba người cận thân không được. Đột nhiên, oanh lông nổ mạnh phiến khu vực này chịu đủ tàn phá cuối cùng sụp đổ đám người bất ngờ không kịp đề phòng cùng cự mãn cùng một chỗ rớt xuống quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả